Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và Hùng sẽ làm lại bản tin, bởi vì cái bản tin ngày hôm qua đây Hùng đã up lên nhưng mà do là cái lỗi kỹ thuật, không hiểu vì sao mà cái tín hiệu âm thanh nó bị nhái, chính vậy nên là nó khá là khó nghe, nên là sáng ngày hôm nay thì Hùng Lê quyết định là sẽ làm một cái bản tin để chúng ta view lại để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Thì với tinh thần là vì nước quên dân và vì nhân dân phục vụ nên là chúng ta sẽ làm việc hết mình các anh chị. Nếu mà như bị lỗi hoặc là chỗ nào bị sai sót thì cũng sẽ cố gắng để chúng ta khắc phục ở trong một cái khoảng thời gian sớm nhất. Cái bản tin ngày hôm qua cũng làm xong thì khoảng tầm 10 giờ 30 phút rồi, nó quá là muộn rồi nên là không thể khắc phục ngay luôn được. Và sáng ngày hôm nay thì sẽ quyết định làm lại một cái bản tin để cái hệ thống tiếng âm thanh của chúng ta nó là tốt nhất. Thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ review lại các cái kịch bản phân tích tuần trong cái tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi điểm qua các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc của chúng ta. Và phần cuối cùng thì sẽ có một vài các cái kịch bản phân tích tuần, xu hướng index, rồi xu hướng VN30 và phái sinh ở trong cái tuần giao dịch mới. Thì cũng như vậy thì tinh thần là chúng ta sẽ còn khoảng 2 bản tin tuần nữa, 2 tuần giao dịch nữa thì chúng ta sẽ kết thúc thành quả của năm 2021. Có thể nói rằng năm qua là một năm rất thành công của thị trường chứng khoán, với những cái nhóm ngành liên tục luân chuyển tăng. Ví dụ trong nửa đầu năm thì chúng ta chứng kiến sự thăng hoa của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Sau đó một giai đoạn thì chúng ta chứng kiến sự thăng hoa của nhóm ngành cảng biển, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta lại đang chứng kiến sự thăng hoa của nhóm ngành xây lắp, bất động sản, hạ tầng kỹ thuật. Như vậy là trong năm vừa qua thì thị trường của chúng ta đã đón nhận rất nhiều các cái thông tin tích cực, mặc dù tình hình dịch bệnh của chúng ta vẫn đang hết sức là khó khăn. Đó. Vậy thì 2 tuần còn lại thì chúng ta sẽ làm gì? Một cái mục tiêu đó là bảo vệ thành quả các anh chị nhé. Bảo vệ thành quả, bởi vì bản thân Hùng Lê là một nhà đầu tư, Hùng cũng đầu tư theo các anh chị em thì Hùng thấy rằng là năm vừa qua là một năm cực kỳ tốt. Rất nhiều mã cổ phiếu thành công, thậm chí là những mã cổ phiếu penny, nếu như chúng ta đánh trúng thời điểm thì nó đã cho chúng ta một cái tỷ suất lợi nhuận rất là lớn. Đó, với tinh thần như vậy thì chúng ta còn 2 tuần nữa. Đó, và chúng ta sẽ hiện thực hóa một cái lợi nhuận của năm 2021, và trên những cái cơ sở thành công của năm 2021 rồi thì chúng ta sẽ có những cái tiền đề rất là quan trọng để chuẩn bị cho mùa giải năm 2022. Ok, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi như thường lệ thôi, chúng ta sẽ đi view các cái danh mục khá là cơ bản của chúng ta. Đối với VIX trong tuần vừa qua, nhìn chung thì nó đã rơi về cái vùng hỗ trợ khá là tốt đây, 98.5 đến vùng 100. Phiên ngày thứ 6 thì Hùng lưu ý một tí, trong tuần vừa qua thì có hai cái dữ liệu mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là dữ liệu đáo hạn của hợp đồng phái sinh và dữ liệu quỹ cơ cấu. Chính vậy phiên ngày thứ 6 là một cái phiên mà thị trường của chúng ta đã có những cái diễn biến nó sẽ chưa thể hiện cái xu hướng chung của cổ phiếu, nên là phiên giao dịch của ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thì cổ phiếu nó sẽ trả lại đúng cái cung cầu của nó. Thì đối với VIX như thế này là sáng rồi, nhìn tín hiệu kỹ thuật sau một cây doji và có một cây nến xanh lấp lại như thế này là tạm ổn, lực cầu khá là tốt. Đối với VIX thì các anh chị chú ý vùng 98.5 đến khoảng vùng 100. VHM Vinhome thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà quỹ cơ cấu, chính vậy nên là nó có một lực cầu tương đối khá là mạnh. Ở nhìn chung thì Vinhome ở đây có vùng kháng cự 86.5, các anh chị có thể chốt bớt một phần, và phần còn lại thì các anh chị có thể neo lên vùng 90 đến khoảng vùng 92. VRE cũng có một phiên liên quan đến quỹ cơ cấu nên nó có những biến động giá, nhưng nhìn chung về trên quan điểm kỹ thuật thì khả năng trong tuần tới thì VRE vẫn sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại quanh vùng 30.3. Đây là những cái điểm kỹ thuật mà VRE sẽ kiểm tra lại, và nó có một vùng kháng cự 32 ở đây và vùng 33. Đây là những vùng mà anh chị em đã gom được vùng giá thấp ở dưới này thì chúng ta canh ở những vùng này thì chúng ta chốt bớt. SAB nhìn chung thì nó cũng chỉ là một cái cổ phiếu để giữ chỉ số, tuần này thì nó đang test lại đúng 150. Cái mô hình nó đi thì đã giải thích cho các anh chị, đó là mô hình nấm, thì nó sẽ quay lại 150 ở đây nó kiểm tra. Trong trường hợp nếu thủng 150 và có một cây nến xác nhận thì chắc chắn là Sapeco sẽ bị đạp tiếp. Vinamilk vẫn một cái hành trình đang tích lũy tương đối là dài, đúng không ạ? Và khi tiếp cận đến Vinamilk thì chúng ta sẽ nhìn lại đây.
Chúng ta nói đến một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của Vinamilk ở vùng 83 đến khoảng vùng 84. Trên góc độ kỹ thuật thì có vùng kháng cự 92 một lần, hai lần và ba lần. Nói chung là ba lần thì cái vùng kháng cự 92 này chưa chưa thể bứt phá được. Như vậy tiếp cận đến Vinamilk là chúng ta tiếp cận ở góc độ dài và chúng ta tiếp cận ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị nhé. Chứ còn những cái vùng kháng cự này chúng ta đua xanh thì nó sẽ là thất bại. Đó. GTN nhìn chung thì có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây tương đối là ổn định, 19.3 đến 19.7 ở đây. Nó đã có một cái lực phục hồi, và lực phục hồi này thì ở đây các anh chị chú ý đến cái vùng nến ở đây, đó là vùng 21.8 tức là khoảng vùng 22, vùng 22 đến khoảng vùng 23. Đó là những cái vùng kháng cự này thì chúng ta tạm thời chúng ta chốt ngắn, bởi vì index của chúng ta cũng sẽ dự kiến nếu kéo thì họ sẽ dùng nhóm banh và nhóm chứng khoán. Tí nữa thì mình sẽ đi phân tích sâu hơn cái ý đồ tạo lập của thị trường. Nhóm ngành hàng không thì chúng ta thấy rằng là dịch bệnh đang khá là phức tạp, đúng không ạ? Dịch bệnh đang khá là phức tạp và chính vì vậy nhóm này thì nó cũng sẽ không có nhiều các cái dư địa để phát triển. Đối với VDC có vùng 118 đến vùng 120 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, trong tuần thì dự chỉnh về vùng 121.5, và các anh chị nhìn thấy đấy, có hai cái cây nến cũng đã chỉnh về quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta dự báo ở đây. Ngắn hạn thì tuần tới tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục quan sát vùng hỗ trợ này. HVN thì đương nhiên vẫn tiếp tục cái câu chuyện là nó bị lỗ, đúng không ạ? Đương nhiên rồi. Đường bay quốc tế thì không thể khai thác được và cái chi phí nó rất là lớn, đúng không anh chị? HVN đang đi theo một cái mô hình gọi là mô hình nến dao động tắt dần, và đã mô phỏng cái những cái điểm tắt dần ở đây là điểm 26 này, điểm đây là đã có mô phỏng ở điểm 24 này. Thì bây giờ nó chỉnh thì dự chỉnh nó về khoảng vùng 23, rồi nó lại kéo lên khoảng vùng 23.5 ở đây, và sau một cái dao động tắt dần đó thì nó sẽ đi về cuối cái con đường này. Và nó đi về cuối đây thì khi đó thì sẽ đánh giá cung cầu. Đôi lúc là cổ phiếu nó ớt ơ nhưng mà cái dòng tiền tạo lập họ đánh thì mình vẫn có thể vào được. Đó, bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là các cái mã cổ phiếu đầu cơ, đúng không ạ? Nó không hề có tính cơ bản. Đó, nhưng mà vẫn cổ phiếu vẫn cứ tăng 20-30%, đó là do cái cung cầu, đó, cái dòng tiền tạo lập cung cầu ở cổ phiếu. Thì đối với HVN chúng ta sẽ theo dõi như vậy. ACV cũng đang có một lực hồi tốt từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 79 đến khoảng vùng 80 trong ngắn hạn. Nó đã chỉnh này, nó hồi lên thì nó chỉnh. Và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật được đánh giá tương đối thành công ở vùng 81 ở trong tuần vừa qua. Ngắn hạn thì có thể kỳ vọng em này sẽ hồi lại vùng 84-85. Các anh chị chú ý vùng kháng cự này. Mansan trong tuần vừa qua nó chia cổ tức và gần như nó cũng đã đạt về cái vùng target kỹ thuật ở khoảng vùng 160 và nó đang có những nhịp chỉnh cung, thì nhịp chỉnh cung này nó là hoàn toàn bình thường. Ở khoảng vùng 154, ở dự khoảng vùng 154 tuần tới nó sẽ test lại đây và anh chị em sẽ chú ý ở điểm này. MML trên góc độ kỹ thuật là chúng ta phải nhìn ở trên trang kỹ thuật tuần và nó cũng đã đạt được về một cái target tương đối là cao. Nếu như anh chị em mà theo dõi các cái bản tin liên tục hàng tuần của ông Lê, ngắn hạn thì các anh chị sẽ nhìn ở vùng 75 và trên trên này một tí, đó là biên tích lũy 77 đến 77.5 đến biên 80. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà sẽ đảm bảo cái tính cung cầu ổn định để chúng ta kỳ vọng là nó sẽ kéo lại. Ở đây này, vùng kháng cự đây khoảng 86 này, sau đó vùng 90 lần 2. MML thì chúng ta sẽ tiếp cận ở trên một cái góc độ nó dài thôi, chứ còn đánh lướt thì nó sẽ khá là khó. MSR thì cũng đã phân tích những ý đồ tạo lập rất là sâu, đúng không anh chị? Kháng cự 30. Và hiện tại thì MSR cũng đang đi ở trong một cái biên hình sin tương đối là chặt. Và cái biên này thì nó sẽ có hứng một cái vùng hỗ trợ 25-26 ở đây. Đối với em này, ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, chúng ta hoàn toàn có thể cân và chúng ta đánh một cái trend kỹ thuật dài đối với MSR cũng là tương đối. Đối với BVH nhìn chung thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến chủ đạo trong tuần vừa qua, nó đi ở biên 55 đến biên 5 56 đến biên 57 ở đây. Và với tín hiệu cung cầu như thế này thì khả năng nó sẽ tiếp tục test ở vùng này, bởi vì là nhìn ở vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì nó cũng chưa có lực cầu đấy các anh chị, cầu nó đang bị mất như thế này thì cổ phiếu sẽ khá là khó để tăng. MVWG
sau khi đạt vùng target 145 thì cổ phiếu này đang chỉnh. Và hiện tại thì MWG cũng đang đi ở một cái biên, trong một cái biên hẹp. Đây các anh chị nhìn một cái mô hình hình sin đây, nó tăng lên được đâu đó khoảng trên vùng 135 thì nó chỉnh lại cung. Về xu hướng thì vẫn đang cơ bản là tích cực, nhưng mà lực cầu nó chưa có. MWG vẫn giữ được vùng 127-130, như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục cầm nắm được. Còn trong trường hợp nó mất 125 thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật xấu và chúng ta đáng phải lưu tâm. PNG ở đây có đánh giá vùng hỗ trợ ở vùng 88 đến vùng 90, đã có một lực hồi. Trong tuần thì dự chỉnh về quanh vùng 95, phiên ngày thứ 5 thì có một cây đạp dưới vùng 95, nhưng mà phiên liền sau nó thì nó đã lấy lại được ở đây. Nhìn trên xu hướng kỹ thuật thì PNG khả năng tuần tới sẽ có những điểm đi ngang ở quanh 95, hoặc thậm chí sâu hơn sẽ ở khoảng vùng 93, khoảng vùng 93. Thì đấy là hai cái vùng dự chỉnh kỹ thuật mà các anh chị quan tâm. G cũng đang đi theo một cái mô hình khá giống với HVN, đó là một cái mô hình gọi là mô hình dao động tắt dần. Đó, sau một cái nhịp chỉnh sọc dài thì nó có kéo lên, và các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái mô hình dao động tắt dần. Và sau một cái mô hình dao động tắt dần đó thì nó sẽ đi về cuối con đường ở đây, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng khá là sâu hơn ở những cái điểm này. Ở cuối con đường này, ví dụ khi nó chạm lại vùng 65 mà lực cầu tiếp tục bật mạnh ở đây, ví dụ có những cái lực cầu nó rơi vào tầm trên 2 triệu cổ phiếu mà nó kéo đều, thì như vậy là tất cả những anh chị em mà chúng ta đang cầm G là chúng ta sẽ sẵn sàng để chúng ta gọi là cân tốc lực. Đó, cân tốc lực ở đây, vì đấy là một cái điểm mút về mặt kỹ thuật để giúp cho chúng ta có những cái chỉ dẫn tiếp theo. Đối với FPT trong 2-3 tuần, và nó là gần cả 2-3 tuần nay, 3-4 tuần nay rồi, 5 tuần, 6 tuần, thì FPT vẫn giữ được vùng 90, và quan điểm kỹ thuật thì cứ nằm trên vùng 90 thì chúng ta cầm. Ngắn hạn thì nó có một cái vùng hỗ trợ quanh 95, nó đi cũng khá là sát vùng kháng cự 100, thì nhìn về mặt ý đồ như thế này thì cái khả năng để FPT đánh vượt thoát vùng 100 là còn, bởi vì nó đi neo như thế này thì nó sẽ giúp cho cổ phiếu nó tích lũy lại cung cầu, ở những ai chốt thì sẽ chốt, và cái dòng tiền mới thì khả năng họ sẽ gom dần và họ sẽ đánh một cái nhịp nào đó lên ở trên này. DigiWorld rồi đạt vùng 140, và DigiWorld hiện tại thì nó cũng đang đi tương đối là một cái biên ở trong một cái biên hình sin đây, dự báo như này. Thì biên hình sin này có đáy là vùng 119.5 đến vùng 122, phân tích cho các anh chị rồi, và cái đỉnh của nó thì nên xem ở đâu đây này, khoảng trên vùng 130 đó, khoảng 130, và nó cứ đi ở trong cái biên này để chờ những cái tín hiệu kích cầu. Thì bản thân đối với DigiWorld, các anh chị có thể xem lại những cái tuần bản tin ở đây đó, thì sau một cái thời điểm mà nó đi, nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, 109 đến 112 biên này phân tích, và nó có một cái tín hiệu, đây là một cái dấu hiệu để giúp chúng ta nhận diện về một cái đường đi của DigiWorld, thì nó hoàn toàn tương tự như vậy ở đây. Các anh chị có thể thăm dò ở những vùng hỗ trợ kỹ thuật này và chờ một phiên như này thì chúng ta vào full. Ví dụ như chúng ta đang có 5.000 cổ phiếu thì chúng ta sẵn sàng cân thêm 5.000 ở trong những cái phiên mà DigiWorld có những cái tín hiệu cầu bật thoát mạnh, thoát nền như thế này, thì đấy là tín hiệu mà xác nhận là cổ phiếu sẽ tiếp tục đánh. CMG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, ở biên kỹ thuật 58.5 đến biên 60 hiện tại vẫn là biên hỗ trợ, còn sâu hơn ở đây là biên 55, thì CMG có vùng hỗ trợ kỹ thuật 55 này mà không gãy thì chúng ta cứ cầm. HVH ở thời điểm hiện tại cũng đang ngắm nghía đến một cái trend kỹ thuật tương đối dài. Đó các anh chị, nếu chúng ta nhìn trend tuần thì chúng ta thấy rằng nó vẫn đang tương đối là đẹp. Đây đang là những cái nhịp chỉnh cung, và những cái nhịp chỉnh cung này thì chúng ta lần mò dò tìm lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đó, và những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được các cái điểm gom. Và quan điểm là HVH khả năng sẽ đi ở cái biên sâu nhất của nó ở đây 11.5 đến vùng 11 đến vùng 11.5, và cái biên mà anh chị em chúng ta có thể túc tác gom dần và gom đến cuối con đường. Tất nhiên là nó chưa thể đi ngay được đâu, với cái lực cung cầu này thì nó đang tích lũy trở lại đó, và cùng lắm thì theo dự báo thì nó khoảng tầm quanh 11 này thôi. Thì những cái mã cổ phiếu nào mà ông dừng lại để ông nói sâu hơn, nói kỹ hơn, thì đấy là những mã cổ phiếu đáng lưu tâm. Còn những mã cổ phiếu mà chúng ta lướt được nhanh thì chúng ta sẽ lướt, nếu như nó không có các cái tín hiệu kỹ thuật. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang một cái nhóm cũng rất quan trọng, và
gắn liền với chúng ta, đó là nhóm P. Thì đối với P hiện tại là VKTI, các anh chị có thể nhìn thấy đây, nó đang có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 70. Hiện tại thì cũng chưa có cập nhật cái dữ liệu mới của phiên giao dịch ngày hôm qua, không biết là VKTI đang tăng hay là đang giảm. Nhưng nhìn chung thì nó sẽ quay lại những cái điểm test kỹ thuật ở đây và ổn định được như vậy, và sau đó thì nó phục hồi, thì đấy là một tín hiệu rất là tích cực, sẽ giúp cho nhóm P sẽ có cái sự hồi phục nhất định. Và phân tích về ý đồ tạo lập của nhóm P thì Hùng Lê cũng đã có chỉ dẫn cho các anh chị, khi VKTI tạo đỉnh ở vùng 85 thì nhóm P cũng tạo đỉnh, và sau đó thì hiện tại thì nhóm P cũng đang dập dìu và đang chỉnh cung cùng với VKTI. Như vậy thì VKTI mà hồi phục thì đấy là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời, chúng ta sẽ lưu tâm đến nhóm P. GAT ở thời điểm hiện tại nó đang nén mình, các anh chị, 2 tuần vừa qua nó đang nén mình ở vùng 96.5 đến vùng 98, như thế này rất là ok. Về ngắn hạn kỹ thuật thì có thể vùng 95 nó có thể trả lại đây, vùng 95 có thể trả lại đây, và GAT nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, nên các anh chị có thể gom các cái vùng gom ở đây. Đó, chúng ta cứ túc tác chúng ta gom và chúng ta chờ đợi một cái phiên mà GAT đánh thủng vùng 101 thì đấy có thể anh chị em có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn. Đối với PLX, vùng hỗ trợ đây 52.5 đến vùng 53 chúng ta đã phân tích rồi. Trong ngắn hạn thì nó có kháng cự ngắn ở đây vùng 55.5, trong tuần đã có chạm kháng cự này và nó chỉnh lại. Nhìn chung thì PLX trong tuần sẽ có điểm tích lũy khoảng 53.8 đến khoảng vùng 54.5, đây là những cái biên tích lũy kỹ thuật của nó. Chờ một phiên mà lực cầu đẩy mạnh vào, vượt thoát vùng ở đây là vùng 55.5 thì các anh chị có thể mở một điểm mua full, mua hết ở đây đối với PLX. PET nó có một cái tính đầu cơ khá là cao, đúng không anh chị? Vùng hỗ trợ kỹ thuật của PET đã phân tích, đó là vùng 28.5 đến vùng 29. Chúng ta cứ lưu ý cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta định vị con đường của chúng ta đi. Ngắn hạn thì vùng kháng cự này đã phân tích rồi, 33, và các anh chị nhìn thấy đây 4 cây nến tuần không vượt thoát được vùng 33, chứng tỏ rằng đây một kháng cự khá là mạnh. Kéo lên vùng 34-35 ở đây là coi như là anh em họ lại mang hàng ra họ chốt này. Thì tuần tới chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng khoảng vùng 31.5, khả năng là nó sẽ chỉnh cung về nhẹ nhàng ở đây, rồi sẽ phân tích thêm, nó chỉnh cung nhẹ nhàng ở đây mà ổn định, rồi sau đó nó lại công lại và nó đè lại được ở đây. Tức là cái mô hình kỹ thuật là chúng ta cần phải dự báo những cái điểm chỉnh cung, và căn cứ cái tình hình thực tế thì chúng ta sẽ phán đoán ý đồ đó, và nó chỉnh về đây đẹp và nó lại đè lại được cái vùng 33 đây, thì như vậy là cổ phiếu sẽ có xu hướng thiên hướng kéo tiếp. PVT nhìn chung là đã kéo lên từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 21.5 đến vùng 22, đã phân tích nhịp kéo này tốt rồi, và dự kéo lên khoảng vùng 25. Chỉnh cung kỹ thuật của PVT sẽ ở khoảng vùng 23.5 các anh chị. Chúng ta tuần tới sẽ quan sát ở vùng 23.5 ở đây. Đây sẽ là những cái điểm chỉnh cung mang tính kỹ thuật, và PVT tích lũy lại được ổn định ở nền này, và lực cầu quay trở lại khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu thì đấy là một tín hiệu rất là tuyệt vời, để giúp cho PVT quay lại vùng 25 đến khoảng vùng 26. Cổ phiếu PXS lâu đến giờ thì chúng ta không phân tích, sau một cái giai đoạn mà chúng ta chiến đấu cũng tương đối thành công, đâu đó ở cái vùng 6 mà lên được đến vùng 8 này, thì chúng ta ngừng nghỉ phân tích. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là ok. Các anh chị nhìn thấy đây ở vùng 10 đang là kháng cự, và 3 lần công 10 thì chưa thành. Tuy nhiên một cái điểm tích cực của nó là vùng 8.25 đến vùng 8.5 nó vẫn giữ vững đó. Và nếu như nhìn ở trên góc độ kỹ thuật nến tuần đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây đang là những cái giai đoạn khởi nguyên của một con sóng tăng. Dự kiến là như vậy, nếu như cái câu chuyện là nó bứt được cái vùng ở đây là vùng 10 thì nó lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây, anh chị nhìn thấy đây. Thì trên một cái trend đi kỹ thuật của nó đã có một cái nhịp rũ rất là mạnh đây. Nó đánh từ vùng 5 và lên đến vùng 25. Đây là một yếu tố tạo lập. Sau những cái điểm mà các anh chị nhìn thấy đây này, nó đi lên những cây nến nhấp nhô ở đây. Thì chúng ta nhìn nhá, chúng ta nhìn đây một phân tích khá là sâu này. Đó, nhấp nhô ở đây, và điểm này chính là cái điểm mà điểm này chính là điểm vượt thoát sau một cái giai đoạn tích lũy nền nhấp nhô để nó đi một cái trang kỹ thuật lên đến đây. Thì nhìn về đây các anh chị cũng nhìn thấy đây những cái điểm mấp mô, và đây cái điểm này thì nó sẽ tương đồng với cái điểm này. Đó, tức là nó sẽ tương đồng với cái điểm 8.25 ở đây. Đó, đang để ở đây, chính là nó sẽ tương đồng với cái điểm này. Và hiện tại thì nó đang có xu hướng bứt lên như vậy, thì đấy là một cái tín hiệu rất là ok.
Vì vậy tuần tới nó có những cái điểm chỉnh cung và nhịp này thì cũng sẽ quyết định là sẽ đánh PXS ở trong nhịp này. Tất nhiên nó sẽ có cái sự rủi ro các anh chị khi chúng ta cân ở những cái vùng này, mà nếu như cổ phiếu nó bị phá vỡ những cái tính hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây thì như vậy là chúng ta phải chấp nhận cái tư duy của chúng ta sai. Có đúng có sai. Đó, quan điểm cũng như vậy, trên chặng đường đầu tư chúng ta sai rất nhiều, nhưng chúng ta phải sửa sai như thế nào và xử lý cái sai đó như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào cái tư duy hành vi của từng nhà đầu tư. Và cái sự thành công của nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán không phải luôn luôn là chúng ta phải chọn được những cái mã cổ phiếu tăng tốt, mà cái sự thành công nó nằm ở góc độ là quản trị vốn. Thì tí nữa phân tích đến mã cổ phiếu dòng đầu cơ thì cũng sẽ phân tích nói rõ cái ý đồ đó. Quản trị vốn nó rất là quan trọng. Và sau đó khi chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta phải vạch ra được một cái con đường đi của cổ phiếu đó. Nếu như thế này thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu sai thì chúng ta làm gì? Nếu đúng thì chúng ta làm gì? Và nếu sai thì chúng ta sửa sai như thế nào? Đó, thì đấy mới là một cái bản kế hoạch chi tiết. Và khi chúng ta có một cái bản kế hoạch chi tiết như vậy rồi thì chúng ta sẽ chống đỡ được lại những cái nhịp mà chúng ta sai. Đó, sai là phải sửa các anh chị. Chứ còn nếu sai mà chúng ta lại đắp chiếu lại đấy, xong đấy chúng ta đi chơi xong về một tháng sau, hai tháng sau cổ phiếu nó lỗ khoảng tầm 40-50% rồi, thần kinh của chúng ta nó bị đơ hết. Đó, chúng ta không được phép bỏ mặc tài khoản. Như vậy thì khi ông phân tích PXS ở đây, đúng không? Nó có xác suất sai, nhưng ít nhất ông đã nhìn thấy được một cái ý đồ tương đối là tốt. Đó, đó, chứ không phải là không phải là mua một cách vu vơ. Đó, mua có cơ sở và có cái sự phân tích rất sâu những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu tại những cái vùng hỗ trợ đây. Đó, ví dụ đây thì quanh những vùng chỉnh này các anh chị nhá. Đó. PVS hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến đâu. Trong tuần tới thì khả năng sẽ chỉnh cung tích lũy nền ở quanh vùng 26, điểm sâu hơn ở đây có thể tính toán ở vùng 25.5. PVD nhìn chung thì tín hiệu kết tuần như thế này là hơi xấu. Đó, đi ngang và sau đó thì nó đang có xu hướng bị mất vùng 28. Kháng cự của PVD ở đây có vùng 3X. Ngắn hạn thì PVD có thể quay về chỉnh test lại ở quanh vùng 26 đến vùng 26.5. Tuần tới thì sẽ quan sát thêm cái điểm 28 hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. BSR tuần vừa qua đánh tương đối là tốt. BSR có mất kháng cự ở đây vùng 22.5. Hỗ trợ kỹ thuật 21.2 đến vùng 21.4 đã phân tích và nó đã chỉnh về vùng hỗ trợ kỹ thuật và có hai cây bật lên. Thì sau hai cây bật lên này nó chạm kháng cự thì tuần tới nếu như lực cầu vẫn duy trì được khoảng tầm ở trên 12 đến 13 triệu cổ phiếu và kéo lên vùng 23 thì nó sẽ quay lại test cung ở đây, mà thành công thì đấy là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Để có thể kéo lại vùng 24 đến vùng 25 của BSR. Ôi, thì trong tuần vừa qua nhìn chung thì nó cũng đã đi tương đối là sát với các tín hiệu phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Vùng 14.7, 14.7, 14.7, 15 đã phân tích ở trong tuần cũ này. Xong đó thì tuần mới vừa qua là chúng ta nói 15.7 đến 16 thì nó chỉnh cung cũng tương đối đẹp các anh chị này, nó chạm về đến mút trên này và sau đó thì nó hút cầu lên. Đối với oi thì trước mắt sẽ có những cái vùng kháng cự ngắn hạn ở đây, đó là vùng 17.5 và sau đó thì vùng 18, đây là những vùng mà chúng ta đáng lưu tâm. POVK cũng được nhấn mạnh rất là sâu ở trên bản tin tuần với các cái ý đồ tạo lập ở trong cái tuần cũ thì cũng không nhắc lại, nhưng tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến những cái vùng test trả lại cung kỹ thuật ở quanh 15.7 đến 16. Và các anh chị nhìn thấy đây, chúng ta có bốn cây nến, đó, bốn cây nến để chúng ta có thể mua được quanh vùng 16 rất đẹp, đó, 16 rất đẹp ở đây. Thì đấy là những cái giá trị mà khi các anh chị theo dõi những cái bản tin tuần của ông Lê rất trực quan và chúng ta hoàn toàn có thể thao tác được những cái điểm như vậy. Target của POVK nó có target 17, tuần này đã đạt rồi và hướng về target 18.5, sau đó là vùng 20. Ngắn hạn tuần tới thì POVK sẽ đi xây ngang ở quanh vùng 17 để có thể có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. PVC là một mã cổ phiếu cũng được cùng phân tích khá là sâu ở trên bản tin tuần với một cái ý đồ tạo lập đây, những cái nón ở đây. Thì bản tin tuần này thì chúng ta sẽ chú ý đến vùng 14.3 đến vùng 14.5, đó chính là cái vùng dự kiến test cung mà ông đã phân tích ở trong bản tin tuần 185. Đối với PVC nó không thủng vùng 14, đó là một tín hiệu kỹ thuật rất là tuyệt vời. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ chờ đợi nó công vùng 15.8 đến khoảng vùng 16. Có một cây nến vượt thoát vùng 16 thì sẽ xác nhận là PVC tiếp tục đánh và chúng ta có thể cân tăng tỷ trọng ở trong những cái điểm mà PVC break vùng 16.
PVP cũng là một mã cổ phiếu cơ bản rất là tốt và rất là hay trong nhóm P, và cái đường đi kỹ thuật của nó thì nó đi khá là ổn. Cứ sau một trend tăng đẩy thì nó có một trend giảm, và cái trend giảm đó thì nó không phá cái trend kỹ thuật của nó. Như vậy thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng ở trong nhịp này. Đã phân tích vùng hỗ trợ 17.5 đến vùng 18 ở đây là ổn, và nó đã kéo lên, và tuần tới thì dự báo nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 18.5, ổn định tiếp ở đây. Nó kéo lên được, vừa thoát được vùng 19-20 ở đây, như vậy là nó sẽ xác nhận một cái trend tăng kỹ thuật ở đây. Thì nó đi cũng như vậy thôi, nó cái cách đi thì kỳ vọng một cái trong một cái trend lên kỹ thuật của cổ phiếu nó sẽ đi zig zag như vậy, chứ không phải là một nhát là nó đi thẳng tưng được như thế này. Bên này nó cũng đi như vậy, lên này chỉnh này, lên này chỉnh này, lên đó, thì cách đi như vậy là ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp tục phân tích một cái nhóm ngành cũng hết sức là quan trọng trong phân tích kỹ thuật của chúng ta, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì trong cái thời gian vừa qua, nhìn chung banh và chứng khoán thì nó đang có những cái phiên giao dịch gần như nó chỉ tích lũy nền đi ngang thôi. Và chính vì vậy nên là bây giờ thì nhóm này nó cũng đã chạm về những cái vùng hỗ trợ tương đối là tốt, và trên cơ sở những cái vùng hỗ trợ tương đối tốt đó thì cũng đang tính một cái kịch bản là banh và chứng khoán sẽ đồng loạt tăng và trụ đồng loạt tăng để kéo thị trường vượt thoát cái mốc index, vượt thoát vùng 1.500 điểm để tạo cái sự hưng phấn và cuốn cái dòng tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ vào. Thì cái quan điểm của Hùng Lê là 2 tuần tới sẽ là 2 tuần để chúng ta bảo toàn lợi nhuận của năm 2021. Chính vậy, nếu như thị trường lên thì đấy không phải là cái cơ hội để chúng ta mua hàng, mà đấy là cơ hội để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận, để chúng ta tất toán lợi nhuận, để chúng ta bán bớt những cái mã cổ phiếu mà đã tăng tốt, và chúng ta chuẩn bị sẵn một cái lượng tiền mặt để sẵn sàng cho những cái phiên giao dịch mà thị trường có thể đạp trả cung lại ở trong những cái phiên hoặc là trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nhóm banh Vietcombank. Vietcombank nhìn chung thì nó mang một cái ý đồ về mặt tạo lập về điểm số thôi, chứ còn lại thì đánh mã Vietcombank này cũng khá là khó chịu. Ở phiên này là một phiên mà quỹ cơ cấu, nên là tuần tới thì dự là nó sẽ đi ngang lại ở quanh vùng 98, ổn định ở vùng này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. BIDV phân tích một cái vùng kháng cự ở đây cho các anh chị rồi, vùng 44 đến vùng 45, và các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong tuần vừa qua nó đang gặp cái vùng kháng cự tương đối là mạnh ở đây, và nó đang có những cái dấu hiệu suy yếu. Thì tuần tới các anh chị có thể lưu tâm ở vùng 44, nếu như vùng này mà không gãy thì đây là một cái tín hiệu mà chúng ta có thể cầm nắm thêm BIDV. Nhưng trường hợp gãy 44 thì chúng ta nên chốt, bởi vì gãy 44 thì cái xu hướng mà nó sẽ rơi về vùng 41.5 đến vùng 42 là rất là cao các anh chị nhé. ACB ở đây trong tuần thì nhìn chung nó vẫn tiếp tục đi ngang tích lũy ở vùng biên 33. Nó có kháng cự ở đây là vùng 34 đến khoảng vùng 34.5. Với tín hiệu hiện tại lực cầu đang khá là thấp như này thì tuần tới sẽ tiếp tục quan sát bám biên ở quanh vùng 33. Ở công thương nhìn chung công thương cũng tốt hơn, tích cực hơn cả các anh chị. Ở vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, vùng 31.5, vùng 32. Công thương đã quay trả lại cung lần thứ hai, và như vậy tín hiệu này thì cũng tạm gọi là tín hiệu trả cung thành công. Thì tuần tới nếu như mà công thương mà hồi phục thì các anh chị có thể gom thêm. Vùng kháng cự kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 34 đến khoảng vùng 35, đây là cái vùng kháng cự. Và trường hợp nếu như về kháng cự thì cứ đơn giản như vậy thôi, đây là một dấu hiệu của cổ phiếu bị chốt này đó, thì chúng ta chốt theo thôi. Đây dấu hiệu bị chốt này thì chốt thôi đó. Thì cái cách chốt là chúng ta chốt từ từ, ví dụ như ở những cái vùng kháng cự chúng ta có thể ra 30-50% tỷ trọng, rồi chúng ta quan sát tiếp. Trong trường hợp nếu như mà chốt xong mà cổ phiếu tăng tiếp thì chúng ta vẫn còn 50% nữa để chúng ta chốt ở những cái target cao hơn. Và chúng ta có một cái quan niệm chung, đó là chúng ta biết đủ là sẽ đủ ở trên thị trường chứng khoán đó. Đối với MBB không có nhiều các cái dư địa lớn, cầu đang thấp, và tín hiệu này thì xu hướng là sẽ đi lại về vùng 28 để tích lũy thêm ở trong tuần giao dịch mới. VPBank tín hiệu tuần khá là xấu các anh chị.
Trong tuần VBank đã bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 34.835 ở đây, chính vì vậy nên là nó sẽ bị xả thôi. Đối với VBank nó còn vùng hỗ trợ 33.5 ở đây, tuần tới thì có thể hồi, tức là cổ phiếu nó có thể long hồi lên đây và sau đó thì nó sẽ quay lại test ở vùng 33.5 ở bên này. Vùng này mà gãy 33.5 thì như vậy là tín hiệu xấu và chúng ta cần phải xử lý đối với VBank, các anh chị lưu ý là như vậy. Techcombank một tuần giao dịch cũng không có nhiều tín hiệu đột biến, 49.5 đến vùng 50 vẫn là vùng hỗ trợ kỹ thuật đi ngang. Tuần tới sẽ tiếp tục quan sát, cầu rơi xuống như thế này thì khó lắm. TPBank tích cực hơn cả so với các cái mã ngành bank. Hiện tại thì TPBank đang có vùng 48-49.5, trong tuần thì đã dự chỉnh về vùng này, ở đây cây nến này suy sát chạm về. Vùng kháng cự ở đây là vùng 54, khả năng cao thì TP vẫn có một cái nhịp long hồi lên đây đến khoảng vùng 54 và chúng ta có thể vẫn tiếp tục cầm nắm lại được với TPBank. HDBank sau một nhịp tăng rất là tốt, ở đây thì HDBank cũng đang có một nhịp quay lại chỉnh cung. Thì nhịp chỉnh cung này, các tài khoản các anh chị lưu ý giúp Hùng vùng 29.5 đến khoảng vùng 30. Và lưu ý một cái điểm ở đây, đó là điểm 29. Điểm 29 này nó đóng một vai trò rất là quan trọng của tạo lập của HDBank ở trong thời điểm hiện tại. Nếu như bị gãy mất vùng 29 thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta cần phải tính toán để xử lý ở những cái điểm kỹ thuật ở đây. SHB cũng dự chỉnh, trong tuần thì cũng có dự chỉnh vùng 224, nhưng trên thực tế là nó đã thủng vùng 224 và nó đi về cái biên sâu hơn, đó là biên 21.5 đến khoảng biên 22. Nhìn trên góc độ kỹ thuật tuần thì biên này sẽ có thêm những cái tín hiệu để chúng ta đánh giá thêm. STB hiện tại lực cầu cũng đang rơi xuống khá là thấp. Sau một nhịp kéo lên thì STB chỉnh và vùng dự chỉnh cung khoảng vùng 27.6 đến khoảng vùng 28. Với tín hiệu này thì tuần tới thì STB cũng sẽ phải quay về đây để kiểm tra cung cầu, sau đó thì sẽ đánh giá thêm. Ở Liên Việt Postbank đã có một lực hồi này thì nó quay lại, nhưng mà cái điểm quay lại này nó đang bị sai rồi này. Cây nến kết tuần như thế này nó bị sai, tức là nó bị mất cái vùng 22. Trước đây thì nó đánh lên vượt thoát được vùng 22 thì cái nhiệm vụ quay lại là nó phải giữ được cung ở vùng 22, nhưng cái điểm cung này nó bị mất. Thì sau khi bị mất thì nó sẽ có một cây nến tiếp theo để chúng ta xác nhận là có lấy lại 22 không. Ví dụ như tuần tới, tại vì sao mà Hùng lại nói rằng là cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu á, nó luôn luôn, chúng ta luôn luôn phải bám sát theo những cái tín hiệu để chúng ta theo dõi. Tuần tới mà có một cây nến xanh đè lại vùng 22 cộng thì như vậy câu chuyện của Liên Việt Postbank nó lại khác rồi. Nhưng mà cái cây nến này, mà cây nến đỏ đặc này mà nó lại nằm tõm xuống thế này thì nó lại chuyển sang một cái xu hướng khác. Đó. Vậy thì để mà được cập nhật những cái tín hiệu hỏi đáp một một á, thì mời các anh chị là về cùng với team của ông Lê để chúng ta có những cái trao đổi cụ thể là như vậy. Đó, rồi, ok. Đó. BBB thì trên góc độ kỹ thuật thì vẫn nhìn dài và tiếp tục gom. Quan điểm kỹ thuật là tiếp tục gom. Ở trên vùng 20 cộng là đây là những cái vùng xác nhận một cái trang kỹ thuật tương đối là dài của BBB. Rồi, sau đó vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. Hiện tại thì BBB đang đi ở vùng 21.5. Đấy là những cái điểm mà sẽ gom vị thế và chúng ta cứ túc tắc từ từ như vậy, chúng ta sẽ gom dần dần và tích lũy được một cái năng lượng đủ lớn và chúng ta chờ những cái lực cầu đánh tốt lên. Thì đấy là thời điểm mà sẽ canh để gom. Canh để mua tăng tỷ trọng. MSB ngân hàng hàng hải có phân tích thêm cho các anh chị để chúng ta nắm thêm. Thì đối với ngân hàng hàng hải có một vùng hỗ trợ kỹ thuật đây 23.5 vùng 24. Đã có một lực hồi và lực hồi này thì cũng đang tương đối là ổn định, dòng tiền đang hướng lên, đường mác đang tốt rồi. Thì với tín hiệu kỹ thuật tốt như vậy thì sẽ kỳ vọng ở vùng 27, mà mạnh hơn thì có thể vùng 28 ở đây, thì chúng ta có hàng chúng ta lưu ý. Cổ phiếu VIB VIB đã có một cái sự phục hồi và trong cái sự phục hồi này thì có đánh giá vùng kháng cự mạnh của nó ở đây 44.5 đến vùng 45. Trong tuần thì nó bắt đầu có xuất hiện hai cái cây nến để thể hiện một cái sự kháng cự mạnh của nó ở đây. Và các anh chị mà đang cầm VIB chúng ta lưu tâm. Trong trường hợp nếu như mà nó không lấy lại được vùng 44.5 mà cứ lừng khừng ở đây mà bị chốt mạnh thì chúng ta sẽ chốt.
Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tín hiệu đó xảy ra thì chắc chắn VIB sẽ quay lại vùng 40 đến 41 để nó tích lũy lại nền ở đây. Đó, chúng ta lưu tâm. Rồi, nhìn qua tổng quan về nhóm banh thì chủ đạo là nó vẫn đang nằm ở những cái nền tảng tích lũy về mặt kỹ thuật các anh chị, và sẽ chờ một cái dòng tiền đánh. Thì đối với nhóm banh thì chúng ta lưu ý là họ sẽ chỉ có đánh khoảng tầm 2 đến 3 phiên. Thì đó là những cái cơ hội để chúng ta ra bớt hàng nếu như chúng ta đang cầm banh. Đó, còn những cái mã mà ví dụ chúng xác định con dài, ví dụ như BBB chẳng hạn, thì các anh chị có thể chốt bớt và sau đó thì về các cái vùng hỗ trợ thì chúng ta lại gom lại. Chúng ta sẽ bước sang nhóm ngành chứng khoán với mã cổ phiếu VCI. VCI đầu tiên. Thì vùng hỗ trợ kỹ thuật của VCI ở đây quanh vùng 69 à vùng 70 đến khoảng vùng 71.5. Hiện tại vẫn đang khá là ok. Trong tuần vừa qua thì nó chỉnh nhưng mà nó cũng không chỉnh cung. Kháng cự ở đây vùng 80, nôm na là không gãy vùng biên ở dưới này thì chúng ta cầm, và lên đến cái vùng này thì các anh chị có thể thực chúng ta chốt bớt để về vùng thấp này chúng ta cân lại. SSI. SSI có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 50. Trong tuần thì nó cũng có chỉnh, nó cũng có chỉnh cung lại ở đây, nhưng mà cái điểm chỉnh thì cũng nó chưa đến. Tín hiệu kết tuần thì cũng đang tạm ổn và cần thêm cái dữ liệu của phiên giao dịch ngày thứ hai. Ngắn hạn thì có thể kỳ vọng là em này đánh lại về vùng khoảng vùng 54, khỏe hơn thì vùng 55, 56 ở đây. Đó, vùng hỗ trợ thì tạm thời nhạt nhạt một ít, và vùng này thì bán bớt đi. Và giai đoạn hiện tại thì ăn ít thôi, nhẹ bụng để chúng ta còn có tình huống để chúng ta xử lý. Đối với HTM ở đây có vùng, xem nào, vùng 43.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tín hiệu kết tuần thì lực cầu bán tương đối là tốt, đạt khoảng tầm gần 6 triệu, thế này là cơ bản ổn rồi. Ngắn hạn thì có thể kỳ vọng vào vùng 48 đến vùng 50 hồi phục trở lại đây. SHS có một phiên hồi phục kỹ thuật cũng tốt ở vùng hỗ trợ 48.2 đến vùng 49. Và với lực hồi phục này thì cũng có thể kỳ vọng là trứng sẽ bay lại vùng ở đây, vùng 52, xa hơn khoảng vùng 55 đối với SHS. Và đây là những cái vùng mà chúng ta lại mang hàng ra chúng ta chốt thôi. MBS dự chỉnh và đã chỉnh đây trong tuần. Bao giờ một cái nhịp kéo lên thì nó cũng sẽ có một nhịp chỉnh cung liền ở sau đó, và nhịp chỉnh cung này thì đang đưa lại vùng 38, 39 tương đối là ổn. Tuần tới thì tập trung quan sát ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 38, 39 này, tích nền ổn và lực cầu tiếp tục quay trở lại thì xu hướng nó sẽ lại mở một cái trend tăng kỹ thuật ở bên này. Và đây là một cái trend kỹ thuật hồi, và trend kỹ thuật hồi này thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy đây, ai cũng nhìn thấy kháng cự ở vùng 44, 45 rồi. Về lên đấy thì đừng có đua nữa. CTS có vùng hỗ trợ kỹ thuật 37.5 ở đây, nó đang đi theo biên hình sin tương đối là hẹp, tín hiệu kết tuần tương đối ổn. Với tín hiệu này thì kỳ vọng sẽ hồi phục lại về vùng 44 đến vùng 45 ở đây. BVS cũng đang đi khá là giống với mô hình của CTS, nó hồi lên chỉnh cung và cây nến này cũng là một cây nến tạm ổn. Chung nhìn chung thì tuần tới em này có thể có sẽ còn thêm những cái biên đi ngang ở quanh vùng 38. Để chờ hút lại một cái lực cầu nó phải đạt được khoảng tầm trên 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu đối với BVS thì nó mới chạy được. AAS hiện tại thì đang đánh khá là khó chịu, và trong tuần thì đã có một cái điểm nhún ở đây về vùng 23 đến vùng 24.5, đây là vùng dự chỉnh kỹ thuật của cổ phiếu AAS. Nếu nói về ý đồ để đánh tiếp của AS thì chúng ta sẽ cần thêm thời gian để đánh giá ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Khả năng đây thì nó đang neo như này nhưng mà nó sẽ có những cái điểm quay test tiếp. Trong trường hợp nếu như là nó không thủng được khoảng vùng 23 này, nó không thủng 23 thì cái cơ hội để AS bật tiếp là còn, nhưng mà thủng 23 thì gần như nó có thể gọi là hết trend. Đã lưu tâm. Chúng ta phân tích hết những con S đi các anh chị. FTS ở trong thời điểm hiện tại ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật 59 đến vùng 60 anh chị nhỉ, đúng không? Và gần như nó đang đi ngang, và đi ngang như này thì cứ cầm thêm thôi. Đó. Không không thủng thì cứ cầm thêm thôi. Kháng cự thì ở đây 75.
ORS nó cũng đang đi khá giống với lại FTS. Vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 26, 26.5 ở đây đang đi tương đối là tốt. Thì cái về cái vùng biên này thì chúng ta hoàn toàn có thể nhặt. Đó, nhặt được chúng ta chờ đợi một cái đây này. Đấy anh chị, nhặt xong rồi chờ đợi một cái phiên mà cầu nó buông lại như thế này và nó có tín hiệu tăng thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể gom thêm. Đó. Thì hoàn toàn có thể sau một cái giai đoạn đi ngang ở đây và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào bên này, đúng không ạ? Hoàn toàn có thể có một cái trend kỹ thuật ở bên này như vậy. Vậy thì đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta bắt cổ phiếu này, còn lên đến đây là ới trời ơi này. Đừng có dại các anh chị này, đó, nó đây, đây, nó như, có những cái điểm như này, đây là ới trời ơi. Mua vào là ới trời ơi ngay. Sao nó lại như thế này? SBS cũng như vậy. Đó, đây nhá, nó chỉnh này thì nó đang đi theo một cái mô hình đây, gọi là mô hình này từ chúng ta đặt tên cho nó luôn các anh chị, đây là mô hình nấm. Mô hình nấm có nghĩa là bên này là điểm này thì nó sẽ test ở bên này và cái điểm test ở đây sẽ là một cái mút test để xác nhận cái xu hướng kỹ thuật của nó và đây là mút test này thì với cây nến kết tuần như này thì nó đang có dấu hiệu thành công. Đó, nó biên hỗ trợ của nó là 16 16.5. Đấy là mã cổ phiếu SBS. VND, VND xem nào, VND hiện tại. Rồi VND ở đây thì nó cũng có hai cái mô hình nấm ở đây, nấm 1 ở đây, nấm 2 ở đây và nấm 2 thì nó đang chạm lại vùng kháng cự 80 đến vùng 80.3 là vùng kháng cự ngắn. Thì khả năng thì nó sẽ cũng sẽ có những cái điểm như vậy, nó sẽ quay về test ở bên này. Đó, khỏe thì nó test ở vùng 75. Khỏe nó test ở vùng 75 ở đây ổn định. Ổn định thì cái cơ hội để công vùng 83 là còn, nhưng mà điểm mua thì không có khuyến nghị nữa bởi vì gần như những cái điểm mua ở trên này thì nó cũng khá là cao rồi. Gọi là xổ số, oánh xổ số thì được. VIX hồi, đạp hồi, đạp hồi. Đó thì VIX cũng đang có những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật khá là tốt và kỳ vọng sẽ kéo lại vùng 34, khỏe hơn vùng 35 36 ở đây. AGR cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Rồi hỗ trợ các anh chị có thể nhặt thêm và tín hiệu này là một cái tín hiệu đang tạm ổn và chúng ta chờ một cây nến ví dụ phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba mà nó có những cái nến đẩy tăng ở đây ví dụ như vậy, đó, xanh tăng mạnh đây thì đấy là những cái tín hiệu mà các anh chị có thể canh để nhặt thêm. Ngắn hạn thì kỳ vọng sẽ hồi lại về vùng 26 và xa hơn thì vùng 27, 28 ở đây đối với AGR và tạm thời thì cũng chỉ ngắm ngắn như vậy thôi chứ còn chưa thể view dài được bởi vì index của chúng ta cũng đang tiệm cận vùng 1.490 điểm rồi và kỳ vọng sẽ có một cái nhịp kéo để hút dòng tiền nhà đầu tư lân chuyển vào tạo một cái dòng tiền hưng phấn và đấy là thời điểm để chúng ta tỉnh táo để chúng ta chốt hàng đi chứ không phải là thời điểm mà để chúng ta đua theo những cái lệnh xanh của tạo lập. Rồi nhóm banh và chứng khoán xong. Thêm một nhóm cũng dành được cái sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư ở trong thời điểm hiện tại và một cái câu trả lời là thép sẽ đi về đâu. Thì đối với nhóm thép ở thời điểm hiện tại các anh chị lưu ý là chúng ta tiếp cận đến nhóm thép là chúng ta tiếp cận ở góc độ từ từ. Vì sao nó lại từ từ? Bởi vì vừa vừa dò đáy, tức là đối với thép bây giờ là chúng ta vừa đi dò đáy và vừa đi nhìn về mặt xu hướng để chúng ta xem thử xem là cái nhịp dò đáy của chúng ta có thành công hay không. Thì lật lại câu chuyện về nhóm thép ở cách đây khoảng 2 tuần thì tại cái thời điểm đó thì cũng đang dò đáy. Đấy, dò ở điểm này. Và điểm dò này nó bị thất bại, điểm dò này nó bị thất bại anh chị. Khi mà nó ví dụ nói về Hòa Phát thì về mặt lý thuyết là Hòa Phát bị phá vùng 48 là điểm dò của chúng ta bị thất bại rồi. Đơn giản chỉ có như vậy thôi. Đó, chúng ta có đúng có sai chứ đừng có bao giờ bảo là tôi luôn luôn đúng, không có. Và những cái góc nhìn cùng lên đó là góc nhìn cá nhân. Đó, các anh chị có thể tham khảo những cái góc nhìn đó nếu anh chị cảm thấy à như vậy là nó có ích cho mình ở trong những cái góc nhìn nó tốt hơn. Đấy, việc này hùng dò ở vùng 48 so với những nhà đầu tư dò ở vùng 58 đúng không ạ, thì hùng đã thắng hơn khoảng 10.000 một cổ phiếu rồi nhưng vẫn sai đó. Cái câu chuyện nó nằm ở như vậy. Rồi bây giờ tiếp tục phân tích ở cái khúc này này. Cái khúc này cũng là một cái khúc rất nhạy cảm. Vì sao nó lại nhạy cảm các anh chị? Vì ở đây là vùng 44, gần như có ông có nói rồi, hỗ trợ 44 là hỗ trợ cuối cùng của Hòa Phát. Vậy thì họ sẽ làm gì ở ở cái điểm này? Có nâng giữ lại được hay không thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta cần đánh giá thêm. Ngắn hạn Hòa Phát sẽ quay về vùng 46.5 đến vùng 46 để tích lũy trở lại, xa hơn thì vùng biên 44 đến biên 45. Và khi tiếp cận đến nhóm thép ở thời điểm hiện tại, cùng nhắc lại các anh chị là chúng ta tiếp cận từ 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 tốn
vừa mua vừa nghe ngóng vừa thăm dò vừa đánh giá xu hướng kỹ thuật. Chứ còn nếu mà chúng ta bộp một phát mà chơi full margin nhóm thép bây giờ là chỉ có ra đường thôi đấy, khẳng định như vậy, không cẩn thận là như thế. Bởi vì khi mà nó thủng 44 các anh chị là nó rơi ào ào luôn, nó rơi mà không có cái gì có thể cản được á. Đó. Nhưng mà nó giữ lại được ở vùng 44 và lực cầu bắt lại được ở đây thì nó lại tăng mạnh mẽ luôn, nó tăng không có gì có thể cản lại được, nên là chúng ta cứ từ từ bình tĩnh, đừng có vội. Vội vàng là chúng ta chỉ có gấp phải đá mà quàng phải dây thôi. Thì đối với hoa sen cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần vừa qua nó đã có một lực hồi và lực hồi này nó đang trả cung, dự kiến trả lại ở quanh vùng 36.3 và xa hơn thì nó sẽ quay lại vùng 34 ở các anh chị, 34 đến khoảng vùng 35 đúng không? 34 đến khoảng vùng 35 để tích lũy cung cầu lại ở đây. Và đối với hoa sen nó có vùng 32 đến vùng 32.5, đây có thể xác nhận rằng là vùng hỗ trợ cuối cùng của hoa sen. Tôn Nam Kim nó cũng đang đi giống mô hình với hoa sen. Vùng hỗ trợ kỹ thuật hiện tại đây là vùng 36, sau một cái điểm tăng mạnh thì dự test lại ở vùng 38.7 đây, nó đang quay lại test 38.7 này. Tuần tới các anh chị quan sát ở đây, trường hợp thủng 38.7 thì nó lại về vùng 36 và biên kỹ thuật của nó là 32, 33.5. TVN cũng hoàn toàn tương tự như vậy, dự chỉnh cung lại quanh 16.5 và xa hơn là vùng 15.5 đến vùng 16. TLH thì dự hồi lên khoảng vùng 22 và sau đó đạp, thì nhịp đạp này thì dự đạp về vùng 21, nhưng mà trên thực tế thì nó đang đạp về sâu hơn một tí. Với tín hiệu này thì nó sẽ quay về nền nữa các anh chị, tức là nó sẽ quay về đây, nó sẽ quay về mút 19 đến khoảng vùng 20 để kiểm tra lại cung cầu trong tuần giao dịch mới. Còn VIS ấy, thì ngắm ở góc độ trên trang kỹ thuật tuần và đang cố gắng bắt con này thì thanh khoản nó đang hơi thấp, chờ một cái lực cầu nó tốt hơn. Còn đối đánh giá về ý đồ tạo lập của VIS là có những trận đánh cũng khá là tưng bừng sau những cái nhịp mà nó không có thanh khoản đó các anh chị. Đây này, sau những cái nhịp mà nó không có thanh khoản thì gần như nó chuẩn bị một cái trận đánh lớn. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi, và chúng ta sẽ chờ vòng đang bắt chết con này. Đấy, các anh chị nhìn nhá, đoạn này này không có thanh khoản và nó cứ đi lừng khừng đi ngang, và sau một cái giai đoạn như vậy thì nó sẽ bắt đầu, tức là nó chuẩn bị cho một cái con sóng lớn thì thường thường là như vậy. Đấy là theo kinh nghiệm cùng lên như vậy thôi, còn các anh chị có thể tham khảo thêm. Ok. Thì con này cũng đang bắt ở vùng 17.5, sau đó thì sẽ bắt chết nó ở thêm vùng 15 năm 16, thậm chí là có thể chấp luôn. Đó, bởi vì đánh dài mà. Đánh dài thì kệ thôi. Chấp luôn nó ở vùng 13 nữa. Đó, đấy là những cái vùng mà khả năng rơi xuống 13 thì nó không có đâu, nhưng mà nó sẽ loanh quanh ở vùng 15.15 đến khoảng vùng 16 thôi. Đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ dự báo về mặt xu hướng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một số các cái mã ngành tiếp theo. Phân tích nhóm nào trước các anh chị? Nhóm xây lắp và hạ tầng trước nhé. Tuần này thì cũng sẽ trả lại cái nhóm pen cho các anh chị. Đó, tuần trước là bị không phải là không phân tích đâu. Nó bị lỗi kỹ thuật nên là đành phải bỏ thôi. Đó, nhóm pen là một phần tất yếu của quá trình đầu tư và đầu cơ trên thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Ok. Thì đối với HHV ở đây nó lình xình ở quanh vùng 26 và nó cho phép chỉnh cung ở khoảng vùng 25.5 đến vùng 26, tương đối là ok, đang tương đối là ok đây. Thì kỳ vọng là điểm test kỹ thuật này ổn định thì dự báo cái xu hướng có thể kéo lại về vùng 27 và xa hơn có thể lên khoảng vùng 28 ở đây, tương đối là được. Nói chung là HHV thì cái thế trận đánh cũng vẫn đang kỳ vọng ở những cái target nó cao hơn. C2 thì nó liên quan đến đất Thủ Thiêm, dự báo trong tuần thì nó bay lên khoảng vùng 3x, nhưng mà liên quan đến cái thương vụ đấy nên là C2 đã có một cái hành trình tăng tương đối là tốt. Đối với thời điểm hiện tại thì các anh chị hạn chế đua, bởi vì nó không thơm nữa các anh chị. Chúng ta có nhớ lại C2 ở những vùng 18, 19, 20 ở đây. Đây là những cái vùng mà chúng ta miệt mài phân tích một cái
một cái trend gom kỹ thuật để nó mở một cái trend như thế này. Và về bản thân là nếu như chúng ta đầu tư ở vùng 18 mà nó đã đạt được trong nhịp cũ á, là nó đạt được đến vùng 32, nó là hạnh phúc lắm rồi. Còn đây bây giờ đây là những cái nhịp vơ bèo vượt tép, vui vui thì đánh, xổ số thì đánh. LCG cũng đang dành cái sự quan tâm đặc biệt đối với mã cổ phiếu này. Hiện tại thì đang lãi được khoảng tầm trên 40%. Theo những cái phân tích khuyến nghị ở nhịp 2, tức là bản thân là nhịp 2 thì nó cũng khá là cao rồi, nhưng mà nó cũng đã đi được một cái trend kỹ thuật như vậy là khá là tốt. Vùng 23.5 đến vùng 24 hiện tại đây đang là kháng cự của nó, nên là các anh chị nhìn thấy đây nó khá là lừng khừng, thì quan điểm kỹ thuật ở vùng 22.5 không gãy, các anh chị cứ cầm. LIG là một mã cổ phiếu thứ hai nằm ở trong cái hệ sinh thái của em này. Nói hệ sinh thái thì nó như vậy không đúng đâu. Hệ sinh thái của Hùng Lê Sắp chứ không phải là của nó đâu, tức là Hùng Sắp bốn cái mã cổ phiếu này đi cùng nhau. LIG có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 16-16.5 và vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 19 đến vùng 20, và hiện tại thì đang đi khá là tốt. Vùng 14.8 được xác nhận là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là dài. TG là mã cổ phiếu thứ ba, hiện tại thì nó cũng đã đạt được cái target kỹ thuật ở đây 27.5 đến vùng 28, dự chỉnh cung của nó ở quanh vùng 25.5 đến 25.3 đến khoảng vùng 26 ở đây. Ổn định cung ở vùng này thì nó sẽ kéo lại vùng 27.5, target 27.5 đạt rồi, bây giờ nó còn target 30 và 32. Đó, ổn định ở vùng này. Lực cầu tiếp tục ổn định trên tầm 2 triệu thì cái cơ hội kéo lên vùng 3x đến vùng 32 là còn. Và mã cổ phiếu thứ tư là ITC. Được Hùng xếp vào đây. Thì trong thời điểm, trong cái nhịp phân tích này thì có những cái điểm đáng lưu tâm đối với mã cổ phiếu này. 20 được xác nhận là điểm hỗ trợ cuối cùng để chúng ta tiếp tục cày cuốc. Biên 21 đến biên 22 đó là biên hỗ trợ kỹ thuật, và biên 26 là biên kháng cự. Lên chỉnh, nhịp này cũng đang có cái hướng thiên hướng đi lên, và có thể ở đây đến vùng 25 đến vùng 26 đây thì cổ phiếu chỉnh thì chúng ta có thể chốt để ra hàng. SGS là một mã cổ phiếu được tiếp cận mới, và cũng không nhớ là SGS chúng ta tiếp cận ở vùng hình như đây này, bắt đầu phân tích sau một cái giai đoạn mà nó bứt ngang đi ngang ở đây, và nó bứt được cái vùng 64 ở đây, đúng rồi, bứt ở đây thì nó bắt đầu xoay ngang lên, và cái nền ở vùng vùng này là bắt đầu tiếp cận đến cổ phiếu 68 đến vùng 70. Cách đi của cổ phiếu này thì nó đi chậm chậm thôi, và không đua xanh. Chỉnh cung thì cái nhịp chỉnh cung của nó ở trong tuần tới dự kiến là vùng 77.4, tuần cũ thì dự kiến là 75 này, rồi tuần này lên được 77, và biết đâu được tuần sau nữa thì chúng ta lại nâng lên được cái vùng chỉnh cung là 78-79, tức là nó cứ nâng dần độ cao như vậy. Thì đấy là một cái mã cổ phiếu nó đi cũng tương đối là hay. LDG trong tuần thì nó có một lực cầu tương đối là tốt, và nó cũng đã đánh thủng vùng 15.5 ở đây. Như vậy nhìn về mặt ý đồ tạo lập thì xu hướng sẽ kéo về vùng 17.5 đến vùng 18. Đối với LDG thì các anh chị có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi, chứ còn nếu mà đua thì tuyệt đối là chúng ta không đua xanh. LDG trong nhịp cũ á, là có phân tích cho các anh chị vùng 12 đến vùng 12.5. Các anh chị cứ xem lại các cái bản tiến tuần đi, có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Thì gom đó là những cái vùng chúng ta gom, chứ còn bây giờ lên thế này mà mua là lại ới trời ơi ngay. Đó. DG là một mã cổ phiếu có phân tích định giá cơ bản và phân tích kỹ thuật, và con này thì nó được kết hợp nhuần nhuyễn của hai cái phương pháp phân tích. Trong cái nhịp phân tích kỹ thuật thì chúng ta đã phân tích khá thành công ở cái vùng đệm vùng 160, trong khi sau khi nó hoàn thành target 75 thì chúng ta đã có phân tích cái điểm này, và cái điểm này là điểm rất là quan trọng, mấu chốt vấn đề để chúng ta còn cầm lại cổ phiếu DG trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ tiếp theo vùng 65 đến vùng 66 đã được phân tích ở cái cấp độ thứ hai, và tuần này thì DG đã tăng tương đối là tốt, break vùng 75 rồi các anh chị. Target của DG cho năm 2022 đang đặt ở 140 đến 150. Đấy là câu nhắc lại. Còn nó có lên được đến nó hay không thì nó lại còn phải tính, phải từ từ. Chứ không phải là chúng ta nói một nhát như thế là chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ chúng ta đi đâu. Đó, chúng ta sẽ lựa chọn những cái điểm phân tích kỹ thuật, những cái điểm hỗ trợ nền để chúng ta gom. Nếu như chúng ta xác định rằng target của nó có thể đi lên được những cái vùng như vậy. DG thì đẹp rồi, vùng 90, sau đó vùng 96, vùng 105. Tạm thời thì sẽ lực đánh như này sẽ hướng đến ba cái vùng tiếp theo như vậy. 55 cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay. Nó được cũng có phân tích cơ bản. Các anh chị, phân tích cơ bản thì nó đang có target khoảng vùng 90 đến vùng 100.
Còn trên góc độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta đã phân tích thành công vùng 51.5 đến vùng 5 xin lỗi cả nhà, vùng 50 đến vùng 51 ở đây trong các nhịp chỉnh cung. Đấy, các anh chị nhìn thấy những cái hình vẽ này, nó vẫn đang còn nguyên vẹn như vậy. Và tiếp theo đó là vùng kháng cự tuần, vùng 60 đến vùng 62, và trong tuần vừa qua thì bắt đầu NLG bắt đầu có nhận diện thêm ngày 16 tháng 2 và ngày 16 tháng 12 cách đây 2 ngày. Thì chúng ta nhìn thấy cái vùng tại thời điểm đó là vùng cản cuối cùng, tức là nó đang đi, và cái việc mà bung 62 thì xác nhận đánh tiếp vào vùng hỗ trợ. Và các anh chị về những cái điểm vùng 60, 61, 62 và những cái biên này thì chúng ta lại gom thêm. Đó, ngày 16, đây các anh chị, ngày 16 tháng 12. Thì sau khi mà nhận diện thấy ở đây đang là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt, và liền sau đó phiên liền sau đó thì lực cầu đã bung lên và nó kéo vượt thoát vùng 62 với một lực cầu khá là tốt. Nam Long thì có thể tuần tới sẽ hướng đến những cái vùng target mục tiêu 66, 70 đến 75, và trên con đường đi đó thì nó sẽ phải trả lại, test lại ở vùng 63.5. L18 cũng là một mã cổ phiếu được phân tích với hai trường phái kết hợp cơ bản và định giá. Định giá của L18 đang có giá khoảng tầm 100. Đấy, cũng tương đối là tươm. Còn trên góc độ phân tích kỹ thuật thì cũng đánh giá ở vùng 640. Ở nhịp cũ là đánh giá 40 và lên được 70, như vậy là cũng có một kỳ tăng tương đối tốt sau nó trả cung. Và đây cũng là một cái mô hình nến nến của L18. Mô hình nến. Mô hình nấm. Mô hình nấm đây. Thì nó tăng lên và cái đỉnh nấm và cái đáy nấm nó sẽ quay lại test lại cái biên hỗ trợ kỹ thuật 45 đến 48 ở đây, tương đối là ổn. Và trong tuần vừa qua nó xây ở vùng 51.5. 51.5, 51.6 thành công với hai cây nến tăng đẹp. Tuần tới thì có thể nó sẽ test trả lại cung quanh vùng 6x, và dự kiến thì nhịp này nó sẽ kéo lên vùng 70 đến vùng 71, 72, 75 ở đây này. Thì chúng ta lại lưu tâm thôi, đến cái vùng kháng cự đây thì 75 chính xác luôn. Đó. Thì đến cái vùng kháng cự này thì chúng ta lại mang hàng là chúng ta chốt bớt thôi. Khi chúng ta đánh dài á thì ví dụ chúng ta nắm 10.000 mã cổ phiếu L18 thì ông nói ví dụ như vậy, lên đến vùng này chúng ta chốt đi 5.000. Rồi cổ phiếu chỉnh cung chúng ta lại gom lại 5.000, rồi chúng ta lại có 10.000, rồi xong nó lên tiếp lại bán đi 5.000, rồi lại chỉnh cung, nó cái cách như vậy. Và chúng ta chỉ cần cày một vài mã cổ phiếu thôi các anh chị. Cái danh mục cũng phân tích khá là dài. Vì sao? Bởi vì thứ nhất là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta nó có rất nhiều form để đầu tư. Và trên cơ sở những cái phân tích đó thì các anh chị đang đánh L18 thì chúng ta chỉ đánh L18 thôi, đang đánh Nam Long chúng ta đánh Nam Long, đang đánh DG chúng ta đánh DG. Vậy thì sau đó thì các anh chị soi lại những cái phân tích của DG của ông Lê vào cái bản kế hoạch của các anh chị, xem là như vậy ông Hùng ông nói này có được không, có hợp với ý mình không, ông nói như vậy đúng hay là sai, sai ở chỗ nào, đúng ở chỗ nào hợp lý thì mình nhặt vào, chỗ nào chưa hợp lý thì gạch ra. Ok, đó là về mặt quan điểm. Và cái kiến thức của chúng ta cứ lần lượt như vậy thì dần dần là chúng ta sẽ có một cái phản xạ theo quan điểm của Hùng là ok, là tốt. Rồi Đạt Phương ở đây có phân tích một cái điểm kỹ thuật của nó ở vùng 77.5. Các anh chị 77.5 ở đây thì nhìn về mặt ý đồ là trong tuần nó bị gãy. Thì khi gãy thì nó rơi về vùng 70 và gần như Đạt Phương thì có thể gọi là vùng 70 ở đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của em ý. Thì nó cũng sẽ đi theo một cái mô hình nấm. Nó hồi á thì có thể nó hồi lại vùng 80-81 đây và nó sẽ quay lại nó chỉnh ở bên này. Và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái điểm chỉnh sâu nhất có thể có ở vùng 70. Nếu mà 70 này thành công thì rất có thể nó sẽ có một cái chen hồi phục kỹ thuật ở bên này. Nhưng mà 70 mà bị mất là thôi, là chúng ta cần phải có tốt đến mấy hoặc là có định giá cơ bản nó là 200 hay 300. Nhưng tín hiệu kỹ thuật như vậy thì tạm thời là phải tách nó ra đã. Rồi sau đó chúng ta chờ đánh giá những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ok đẹp chúng ta lại gom vào. Đó. Chứ chúng ta đừng có nắm giữ cổ phiếu một cách gọi là người ta gọi là gì nhỉ, si mê hay là cái gì đấy, tức là không có cơ sở ấy, hay là yêu dại khờ à, không biết là nên dùng cái từ gì. Rồi HPC anh chị rất là ổn đấy, cứ lên đến chạm vùng này sọc xuống rồi gặp hỗ trợ ở đây, phân tích hết rồi, 22 đến 23 đây là vùng mà thả lưới ra để mà bắt. Còn cái điểm ở đây thì bây giờ đáng lưu tâm, vì sao? Đây các anh chị nhìn thấy đây, sau những cái nhịp đình trình nó có một cây đạp ở đây. Vậy thì Hùng đã có khuyến nghị cho các anh chị em ở trên team rồi, đó là không
không mất vùng 26 thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta cầm, nhưng trong trường hợp chọc thủng vùng 26 thì chúng ta nên chốt bớt. Không thủng 26 thì cơ hội lên 3x là còn, nhưng mà thủng 26 rồi thì lại rơi về đây, và rơi về đây thì thay vì như vậy chúng ta về đây chúng ta gom lại có phải ngon lành hơn không? Đó, ví dụ đấy. Sell thì không biết là đất Thủ Thiêm hay sao mà lại dựng đứng lên rồi. Trên kỹ thuật thì đã phân tích vùng 36 đến vùng 38. Target có thể cán đến vùng 55 và sau đó thì vùng 65. Về lực đánh của sell thì đang tương đối là ok, nhưng mà cái câu chuyện là nếu mà đua xanh ở trên này thì chúng ta hạn chế anh chị nhá. Có đua thì ví dụ như làm khoảng tầm 1.000 cổ phiếu 50 triệu có bị tèo cũng chả sao, chứ mà nếu mà các anh chị làm 10.000 cái là 500 triệu nó dã cho hai phát là thôi là lè lưỡi ra ngay. S99 ổn rồi, nó đơn giản như vậy thôi. Nhịp cũ là có phân tích S99 lên khoảng vùng 29 đến vùng 29, khoảng vùng 29 đến vùng 30, lên được 28. Đây này, đây là những cái dấu hiệu mà gì ạ, đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải xử lý thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn như thế này mà chúng ta vẫn đây này, đây nó chết này, thì sang đây mà chúng ta vẫn cứ cầm nắm nữa thì đấy là mình đồng giá sát rồi, chứ còn không thể đến những có những cái tín hiệu đó mà chúng ta vẫn cầm nắm trở lại thì là hỏng rồi. Đó, để về đến đây này, về đến đây là ngon này, vùng 20 phân tích hỗ trợ này, rồi sau đó vùng 21 đó thì cổ phiếu này đang hồi tốt đấy. Tuần tới thì khả năng là lực cầu là bắt đầu bơm ấy. Lực cầu bắt đầu bơm để kéo, và lực kéo này lại dự lại về khoảng vùng 26 đến vùng 27, về đến đây lại chốt, mang hàng ra chúng ta chốt các anh chị. Rồi phân tích tiếp một cái nhóm ngành tiếp theo, nhóm ngành khu công nghiệp nó cũng khá là quan trọng và nó đi kèm với nhóm xây lắp và nhóm hạ tầng. Thì nhóm khu công nghiệp cũng dự báo là cũng sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt ở trong năm 2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã tăng tương đối tốt rồi. Chính vì nó tăng tốt rồi nên chúng ta cũng phải cần tính toán những cái điểm kháng cự để chúng ta có thể ra hàng ở những cái điểm đó bớt đi. Thì đối với IDC 70 là vùng hỗ trợ cuối cùng. Nhịp cũ phân tích vùng 74.5 đến vùng 76.5 và sau đó thì cổ phiếu này hồi. Sau điểm hồi này nó đang trả cung ở đây và điểm trả cung vùng 83.85 đến vùng 84. Sang tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, trong trường hợp mà lực cầu quay trở lại đây thì có thể các tài khoản đang cầm chúng ta có thể gom thêm. SSC nó cũng có một cái mô hình nấm ở đây. Thì đối với SSC ở đây có vùng kháng cự 62, vùng hỗ trợ kỹ thuật phân tích ở đây vùng 53.5 đến vùng 54. Và trong tuần trước thì SSC đã có một cây nến vượt thoát vùng 62. Thì sau khi vượt thoát vùng 62 thì nó sẽ có một cái mô hình hình nấm ở đây. Đỉnh nấm sẽ ở vùng 65 và biên đáy nấm thì có thể quay lại ở vùng test sâu nhất ở vùng 62. Và cái vùng 62 này sẽ là cái vùng mà để xác nhận cái xu hướng đánh tiếp về vùng 7x ở đây của SSC. Trong tuần nó có 3 cây nến ở test ở vùng cái nấm và đến cây nến thứ tư thì có bull lên, nhưng cây nến cái tuần thì nó lại quay về vùng 66. Trên góc độ kỹ thuật tuần thì tuần tới sẽ có ở vùng 63.5 đến vùng 65. Đây là vùng quan sát dự chỉnh của SSC. Tích cung cầu ổn định và lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu thì cái cơ hội mà SSC đánh về vùng 7x là còn. VGC cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm này thì có thể gọi là thành công, rất là thành công rồi. Target tuần là vùng 62 thì đã đạt được và nó đang chỉnh, và trong cái phiên giao dịch của ngày thứ 6 thì nó vừa chỉnh cung luôn ở trong phiên rồi các anh chị này. Thì như vậy là chúng ta sẽ lấy cái mút ở đây là vùng 58.5, đó là cái mút chỉnh cung của VGC. Nôm na là ông không gãy ở vùng này thì cái cơ hội để ông đánh lại cho tôi ở vùng 62 và sau đó vùng 7x là còn. Nếu mà thủng ở vùng này thì các anh chị có thể canh để chúng ta chốt bớt và để chờ mua ở những vùng hỗ trợ sâu hơn. Bộ ba cổ phiếu của anh Tâm gồm có KBC, thì hiện tại KBC cũng đang đánh rất là hay. Đó, mô hình đó các anh chị nhìn thấy đây. Trong tuần thì KBC nó cũng đi khá giống với mã mô hình của SSC, tức là nó đè được vùng 54 ở đây. Và sau đó thì nó có một cái mô hình nến mô hình nấm đó, thì cây nến này là nó test từ đỉnh nấm đến đáy nấm luôn các anh chị. Đấy, cây nến này nó test từ đỉnh nấm đến đáy nấm luôn. Và kết tuần thì nó đang bung lại được vùng 56.5. Đây là một tín hiệu kỹ thuật tương đối là ổn định. Và tuần tới nó chỉ cần một cây nến ngồi nhẹ nhẹ như này thôi. Đến kết tuần như vậy thì đấy là một cái tín hiệu để giúp cho chúng ta
dự liệu thêm cái đường đi của KBC lên khoảng vùng 60. ITA rất là tuyệt vời rồi, tuần này cán target 17 và đang có những cây nến xanh đỏ tím vàng, à không, không có tím vàng, cây nến xanh đỏ ở đây. Thì rất nhiều anh chị em hỏi là bây giờ ITA làm thế nào anh Hùng. Thì thứ nhất là chúng ta tiếp cận đến ITA là tiếp cận đến những cái vùng hỗ trợ rất là ok, thứ nhất là như vậy. Thứ hai là vùng gom ở những cái vùng giá thấp. Thì bây giờ lên đến target vùng 17 rồi thì cùng lắm chúng ta bị mất lãi một tí thôi, chúng ta cứ cầm thôi chứ không có vấn đề gì cả. Ở đây đối với ITA các anh chị có thể quan sát vùng 15.5, 15.6 ở đây, thậm chí là 16. Thì đây là những cái vùng mà ITA sẽ đọng lại ở trên này thì chúng ta vẫn cứ cầm thôi. Còn trong trường hợp nếu như mà nó soi thủng ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 ở dưới này thì khi đó thì chúng ta mới tính toán cái phương án để chúng ta thoái hàng. SGT là một trong những cái mã cổ phiếu, một trong ba mã cổ phiếu, nói chính xác là như vậy. Thì tiếp cận đến SGT, đây các anh chị, tiếp cận đến SGT là tiếp cận ở những cái vùng tương đối là cao rồi. Tương đối là cao rồi. Nhưng đồng nghĩa với việc là tiếp cận đến những vùng đó thì gần như nó cũng hết các cái vùng cản. Đó, nó có thuận lợi nhưng nó cũng sẽ có những cái sự khó khăn mạo hiểm nhất định. Mạo hiểm đó là gì? Nếu như trong trường hợp nếu như nó bị sọt thủng gãy vùng 20 mấy đây này. Đó, thủng vùng 24 thì đấy là một cái tín hiệu mà chúng ta sẽ phải chấp nhận thất bại đối với kèo SGT, ví dụ như vậy. Nhưng trên thực tế thì tiếp cận ở cái vùng đỉnh cao á, thì chúng ta có cách để chúng ta tiếp cận ở vùng đỉnh cao, đó là gì? Hỗ trợ. Thì vùng hỗ trợ đây 26.5, vùng 27.5, chúng ta luôn có một lượng hàng về vùng này, chúng ta gom và lên đến vùng này chúng ta chốt bớt. Kháng cự đây chỉ ra rồi 32 rồi, về đến đây này tuần tới lại khả năng lại tiêu về đây, chúng ta lại gom về đây chúng ta chốt. Vậy thì như vậy là chúng ta vẫn luôn đảm bảo một cái trạng thái an toàn, luôn có hàng về và luôn có hàng đi ra. Như vậy thì rất là ok trong những cái trường hợp nếu như mà cổ phiếu nó bị phá những cái vùng 24 đây thì chúng ta cũng đã có một cái hành trình gọi là cày guốc ở trên này đó. Thì như vậy là cùng lắm thì chúng ta bị mất lãi một tí thôi, nhưng chúng ta đã có những cái cày guốc ở trên này rồi đó. Vậy thì khi tiếp cận đến cổ phiếu ở vùng cao anh chị là chúng ta phải cũng rất cẩn thận. Và đối với SGT chúng đang kỳ vọng một cái kỳ vọng thôi, tức là cuối cái con đường này, cuối con đường này nó sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật và nó sẽ break được cái vùng 34, và khi thoát được vùng 34 rồi thì ngon lắm, thì đấy thì lại cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, chúng Hùng sẽ điểm qua nhanh nhóm ngành cao su tiếp theo, PHR các anh chị. Lưu tâm đến vùng 75, chú ý để mà chốt. PDR, DPR xin lỗi. DPR ở đây hiện tại tuần này thì đang nằm lại vùng 75 đến vùng 77. Lưu tâm đến vùng 75, gãy 75 thì đấy là một tín hiệu xấu, chúng ta cũng cần phải xử lý các anh chị. GVR cũng đang có một lực hồi tốt thì kháng cự đây rồi, 39 rồi, 40, 41 ở đây. Vùng này cũng chủ động tuần tới nếu như mà cổ phiếu kéo lên đến những cái vùng này thì các anh chị cũng chủ động mà ra hàng. DRI ở trong góc độ hiện tại nó có vùng 15, sau đó là biên 15 năm đến biên 16 thì đang khá là ok. Ở vùng hỗ trợ này thì các anh chị có thể cân, và vùng kháng cự của nó ở đây vùng 17, 18 thì có thể chốt bớt. Đó, cái cách đánh của DRI trong thời điểm hiện tại cũng như vậy, cũng chưa thể có một cái trend kỹ thuật dài. Nếu chúng ta nhìn ở trên trend kỹ thuật tuần thì chúng ta sẽ nhìn như thế này để các anh chị có một cái bao quát tổng thể. Thì về xét về lý thuyết thì DRI cũng đã đánh một cái trend kỹ thuật từ vùng 4 mà lên đến vùng 18 các anh chị, như vậy ở đây đó. Vậy thì sau khi lên đến vùng này rồi á thì chúng ta đang tiếp cận DRI ở đâu? Ở vùng 15 năm đến vùng 16. Vậy thì khi nó cứ đi thế này đi, cho là vẽ đây thì vẽ này đó, đi lên rồi nó lại đi xuống, nó lòng vòng như vậy đó, thì chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận ở trong những cái khoảng ngắn như vậy. Nhưng trong trường hợp nó đi cuối con đường này và nó xuất hiện một cái cây nến đỏ ở đây, nó đè gãy vùng 15 đó, nó đè gãy 15 thì đây là cái gì? Thì đây là tín hiệu nguy hiểm. Thì đây là cái gì? Đây là cái tín hiệu mà bắt buộc bất kể nó là thế nào thì chúng ta phải rời bỏ DRI, không có lý do gì để chúng ta ở lại nữa. Vậy thì những cái góc nhìn kỹ thuật của Hùng như vậy nó có ích cho anh chị em, đúng không ạ? Chắc chắn là có ích rồi, bởi vì như vậy các anh chị nhìn lại như vậy cuối con đường mà nó có cái tín hiệu đó, tại sao chúng ta phải mua? Nhưng Hùng Lê tin rằng sẽ rất rất nhiều anh chị em nhà đầu tư sẽ bắt đáy,
sẽ bắt ở những cái vùng này đó, bởi vì họ không không được tiếp cận đến những cái góc nhìn như vậy, góc nhìn tổng quan như vậy, mà những cái góc nhìn đấy là những góc nhìn dài, chứ còn ngắn hạn thế này nhìn là không thấy cái gì hết trơn các anh chị. Nhưng mà khi chúng ta view lại những cái góc nhìn tổng quan để chúng ta đánh giá được, thì đấy lại là những cái giá trị mà rất là đáng phải ghi nhớ đó, ghi nhớ lại. Và các cái mã cổ phiếu khác thì các anh chị cũng làm tương tự với như vậy thôi. VHG rất là tuyệt vời. Ở đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà gần như cũng đã phân tích. Nếu như mà chúng ta xem bản tin tuần thì VHG đã được phân tích từ vùng 3 đây này, từ đây, và bây giờ nó cũng lên đến tận 8 rồi. Và các anh chị nhớ con hút đúng không ạ? Con hút này, con hút là cũng phân tích từ cái vùng tẹo tí tẹo ở đây mà bây giờ lên đến vùng 18 đó. Vậy thì con VHG cũng là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại cũng đang rất là ok. Cái tính ok của nó đó là nó đang giữ lại được vùng 6.7 đến vùng 7. Đây là cái vùng mà có thể xác nhận rằng là cổ phiếu này còn có cái cơ hội đi tiếp, thậm chí là vùng 6, nói chung là cho phép ở vùng 6 cũng có thể được, nhưng mà chỉnh đến 6 thì hơi sâu đó. Target ở vùng 8, và hiện tại thì nó hai lần, một lần hai đã cán lại vùng 8 và chưa có cái động lực để vượt thoát ở vùng 8, thì đối với em này thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá thêm cái lực cầu trong tuần tới. Nếu như nó vẫn duy trì được khoảng tầm độ 90 triệu trên một phiên và giá nó vượt 8 thì đấy là cái cơ hội để nó đi tiếp. Còn nếu như mà lực cầu lại tiếp tục bị mất và giá mất 8 thì như vậy chốt tạm để rơi lại về những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở dưới này, chúng ta sẽ gom thêm. Nhóm ngành dệt may chúng ta có VGT, chú ý ở vùng kháng cự 29.5 đến vùng 30 ở đây rồi. Những vùng này tuyệt đối không mua nữa, vùng này là vùng chúng ta canh để chúng ta chốt hàng anh chị. Và đối với VGT thì đã có phân tích những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây quanh vùng 23 đến khoảng vùng 24 đây. Đấy là những vùng mà chúng ta mua. TNG hiện tại tốt rồi, tuần vừa qua nó đánh tương đối tốt, và các anh chị lưu tâm đến mã cổ phiếu TNG giúp vùng lên. Đối với các tài khoản đang cầm, nếu như tuần tới mà nó có những cái điểm chỉnh cung quanh vùng 32-325, đấy là những 328-33 thì chúng ta sẽ canh gom thêm, hoặc trong trường hợp nếu như nó test ở trên vùng 34 cộng thành công thì chúng ta cũng có thể gom thêm được. Xu hướng này của TNG nhìn chung là đẹp đó, nhìn chung là đẹp rồi, và cũng có thể kỳ vọng đánh tiếp, bởi vì nó đang giữ được sau một cái thời gian nó đánh ở đây, và nó đang giữ được cái biên hỗ trợ thấp ở dưới này là vùng 29 đến vùng 30. TDT thì cũng nhìn ở trên một cái trend kỹ thuật tuần đi thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Hiện tại ở đây nó đã đạt, sau khi đạt cái target 15.5 đến vùng 16 thì nó chỉnh và nó về lại vùng 12.7-13, hình như đã phân tích cái hỗ trợ này rồi. Từ vùng này thì cổ phiếu nó đang có lực hồi phục, thì nó hồi lên này, nó đạp nhẹ này, nó đạp nhẹ xong đó thì nó lại đi thôi, khả năng là như vậy đó. Thì nhịp này sẽ kỳ vọng là sẽ quay lại về vùng 15.5 đến vùng 16 của TDT ở đây. Các anh chị lưu ý, nếu mà chưa có cơ hội chốt ở tuần cũ thì chúng ta sẽ chốt ở tuần này. Rồi bây giờ sẽ tả lại nhóm PEN cho các anh chị nhé. Thì PEN là một cái phần mà chúng ta không thể thiếu, bởi vì nếu như mã cổ phiếu penny mà chúng ta vào đúng, vào đủ, vào đúng thời điểm thì nó cũng mang lại cho chúng ta một cái lợi nhuận tương đối lớn. Cái thứ hai, khi tiếp cận đến nhóm penny thì các anh chị lưu ý đó là mã cổ phiếu đầu cơ. Đầu cơ thì nó sẽ không có những cái tính cơ bản, và chính vì không có những cái tính cơ bản nên là chúng ta phải quản lý cái mức độ rủi ro của nó rất là lớn, rất là lớn. Và để quản lý cái mức độ rủi ro đó thì cái dòng tiền mà chúng ta phân bổ ở trong cái tổng quan đầu tư của chúng ta thì chúng ta có thể tích ra 30% cho các cái mã cổ phiếu đầu cơ. Ví dụ như chúng ta có 1 tỷ thì chúng ta sẽ dành 300 triệu để chúng ta liên tục đánh các cái mã đầu cơ. Nhưng trong 300 triệu đó thì chúng ta lại không được all in vào một mã. Trong 300 triệu đó chúng ta lại chia làm 5 mã cổ phiếu đầu cơ để nó gánh cho nhau. Trong trường hợp nếu mã cổ phiếu này nó bị hỏng thì 4 mã còn lại nó sẽ gánh lại cho mình, hoặc nó có một cái rủi ro nào đó. Ví dụ như vậy thì những cái mã khác nó vẫn còn đáp ứng được cái tiêu chí. Và tí nữa phân tích đến KSH thì cũng sẽ nói sâu hơn cái điểm này, đúng không? DLG trong tuần thì nó cũng đã đạt được target đây, vùng 8.8 đây, nó bị chốt, phiên này bị chốt rồi. Thì trong tuần tới các anh chị lưu ý vùng 8 đến 8.2. Trong trường hợp thủng 8 thì bán thôi,
Bởi vì thủng 8 rồi thì cái khả năng mà cổ phiếu này rơi lại về vùng 6, về vùng 7 đến vùng 7.2. 7.2 là rất là cao. Đó, thậm chí là vùng 6.5 thì đây đang là những cái vùng test kỹ thuật, vùng hỗ trợ kỹ thuật, vùng đã phân tích ở trong tuần vừa qua, trong liên tục những cái tuần vừa qua. Đúng không ạ? PVL, PVL đây một mã cổ phiếu quen thuộc. Thì trong bản tin tuần video số 184 thì cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của PVL ở vùng 118. Tức là nếu như cổ phiếu này gãy vùng 18 thì nó có thể xác nhận một cái xu hướng, đó là hết 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 sóng. Đó thì khi mà chúng ta tiếp cận đến một cái góc độ như vậy rồi thì chúng ta hiểu rằng ở đây nếu như chúng ta đánh đó là các cái nhịp vơ bèo vừa tép, nhịp xổ số. Tại sao lại vơ bèo vừa tép? Bởi vì PVL cũng đã bắt phân tích khuyến nghị từ vùng 4 lên đến vùng 20 và thậm chí là có những điểm đã đẩy lên vùng 24 đến vùng 25. Những cái điểm trên này chúng ta không nói, nhưng chúng ta chỉ nói đến cái target phân tích là vùng 20. Như vậy là một cái target cực kỳ tuyệt vời rồi. Và sau một cái target cực kỳ tuyệt vời như vậy thì những cái điểm sau này nó gọi là điểm vơ bèo vừa tép thôi. Đó, chính vì vơ bèo vừa tép nên là chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào thì gọi là vơ bèo vừa tép. Đó, rất nhiều những anh chị em là không hiểu những cái thuật ngữ hoặc là không hiểu được cái yếu tố tiếp cận của cổ phiếu tại từng thời điểm. Đó, thời điểm này như vậy. PVL trong tuần nó chạm về vùng 14. Đó, 14 đang là hỗ trợ. Hồi lên vùng 18 thì hồi lại 18 hỗ trợ ở đây thì bây giờ bên này nó đã trở thành kháng cự ở đây. Không đủ lực nên là cổ phiếu này đang chỉnh cung quay trở lại. Các anh chị lưu ý đến vùng 14, nếu 14 bị phá thì đấy là một tín hiệu khá là xấu. Cổ phiếu HAR cũng được tiếp cận ở trên một góc độ là ở vùng cao. Chính vì tiếp cận ở vùng cao nên chúng ta có vùng 9 đến 9.95, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 11. Tuần này thì HAR đang lại ở vùng 11 ở đây. Thì sang tuần tới nếu khỏe thì nó sẽ kéo lên vùng 11.5 và chúng ta sẽ tiếp tục bám sát cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Nếu như mà nó buôn được lên vùng 11.5 thì sẽ là một cái trend kỹ thuật tuyệt vời. Dòng tiền tiếp tục được đẩy vào, dòng tiền được tiếp tục được đẩy vào và trên khoảng 5 đến 6 triệu cổ phiếu một phiên. Đó, và cổ phiếu vượt thoát được vùng 11.5 thì nó sẽ xác nhận xu hướng đánh tiếp. AMD phân tích luôn, HAR và AMD anh em. Thì AMD trong tuần cũng đã đạt được target 8.8 và cái lực chốt này được đánh giá là tương đối mạnh. Và với lực chốt này mạnh như này thì các anh chị tuần tới lưu tâm giúp vùng ở vùng 8. Trong trường hợp thủng 8 thì chúng ta cũng nên ra bớt hàng, bởi vì khi thủng 8 rồi thì khả năng cao là nó có thể nó sẽ quay lại về vùng target cũ ở đây là 7.7, thậm chí là vùng 7 ở đây. Nên là cứ gặp cái tín hiệu nguy hiểm là chúng ta cứ chiến đấu để chúng ta chốt lại đó, đúng không ạ? KSH sau cái thông tin tuần nó bị hạn chế giao dịch do cái báo cáo tài chính gì đấy, và hiện tại là nó đang chỉ có giao dịch ở phiên ngày thứ 6 thì đang bị ép tương đối mạnh. Vậy thì cái câu chuyện là gì? Quản trị rủi ro nó nằm ở đây, đúng không? Bởi vì trong ở một cái nhịp trước này thì chúng ta đánh KSH rất là thành công. Đó, nó từ tận vùng 3.5 mà chúng ta đánh lên tận vùng 6.7 là thành công rồi. Nhưng đến cái nhịp tiếp theo là chúng ta tiếp cận lại ở vùng 5.5 và cũng cơ bản gọi là lên đến 7 là cũng thành công rồi, nhưng nó gặp một cái vấn đề đây, đó là tính rủi ro. Không chỉ KSH đâu, một số các mã cổ phiếu khác nó cũng sẽ dính những cái việc như vậy. Vậy thì chúng ta phân bổ ra, chúng ta đầu tư KSH, rồi chúng ta đầu tư VHG, chúng ta đầu tư CDO, rồi chúng ta đầu tư FIT hoặc là các cái mã cổ phiếu khác, thì như vậy chúng ta sẽ dàn gánh trả ra cái chia cái mức độ rủi ro ra. Đó, chứ chúng ta không đánh all in. Đó, chính vì vậy như vậy là cái góc độ quản trị rủi ro tài khoản của chúng ta nó đóng một vai trò rất quan trọng anh chị, chứ không phải là việc lựa chọn cổ phiếu là yếu tố then chốt đâu. Thì đối với KSH với cái mức độ đánh ép như này thì khả năng nó sẽ đánh ép về vùng 3.5 đến vùng 4, thậm chí là vùng 3.5 ở đây, 3.5 4 ở đây. Thì chúng ta cùng nhìn lại một cái ý đồ tạo lập đây. Sau một cái giai đoạn mà KSH, thậm chí ở cái giai đoạn này nó không đánh ép nhưng mà KSH nó cũng mất cung cầu ở đây. Đó, thì chúng ta cũng đang bị mất ở đây thì chúng ta sẽ phải chờ thêm. Và với tín hiệu KSH như này thì cũng chưa thể nói trước lên được một điều gì cả. Đó. CDO là một mã cổ phiếu thứ hai. CDO mã cổ phiếu thứ hai ở trong cái gọi hay nói vui với mọi người là tứ trụ triều đình. Nó có bốn mã cổ phiếu hay được xếp cùng với nhau.
thì CDO có hỗ trợ 67 đến vùng 7 ở đây, vùng kháng cự của nó vùng 8 đến vùng 8.5, thì anh chị có thể canh chốt bớt ở vùng này và chờ những cái nhịp chỉnh cung ở đây thì chúng ta cân lại. FIT là mã cổ phiếu thứ ba trong FID chứ không phải FIT này. Thì chúng ta có một vùng hỗ trợ kỹ thuật 7.4 đến 7.75, vùng kháng cự nó hiện hữu đây rồi, vùng 9 đến vùng 9.5 thì có thể canh để chúng ta chốt bớt. Và mã cổ phiếu thứ tư trong cái tứ trụ triều đình đó là mã VHG thì đã phân tích rồi. HSL ở góc độ kỹ thuật hiện tại chúng ta nhìn như thế nào? Đó, chúng ta nhìn ở một cái góc độ kỳ vọng nó dài hơi. Chính vì góc độ kỳ vọng dài hơi nên những cái vùng chỉnh cung này là những cái vùng mà sẽ canh để gom thêm. Thì có phân tích ở vùng 9, vùng 9.2. Đây là những vùng mà chúng ta có thể bắt cổ phiếu. Đó. Về đến vùng kháng cự đây thì chốt bớt này 10 đến khoảng vùng 10.5 đi, ví dụ như vậy chúng ta chốt bớt rồi biết đâu được về nó là cổ phiếu nó lại đạp xuống một cái đây thì chúng ta lại canh để chúng ta gom lại. Nhìn chung về HSL thì chúng ta nhìn nó dài một tí thì cái cơ hội nó vẫn đang còn khá là nhiều phía trước. HQC nó một lực tăng rất là tốt, rất là tuyệt vời, nhưng với những anh chị em mà chúng ta gom ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó, từ vùng 6 rồi sau đó vùng 6 rồi sau đó ở vùng 6.3, 6.5 thì những anh chị em mà đua gần 9 là hỏng rồi đấy. Phiên này mà đua sáng xong cuối phiên nó đạp sàn cái là hốt hoảng rồi. HQC thì nhìn chung vẫn đang khá là ok thôi, chưa có vấn đề gì cả. Sang tuần tới thì có thể ở vùng 7.5 đến vùng 7 sẽ tạm thời sẽ quan sát thêm những cái đồ tạo lập ở đây. Lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ổn định thêm thì chúng ta sẽ có target 9, trên 9 thì sẽ lên 10 và lên 10 thì sẽ có những cái xây tiếp các cái điểm tiếp theo. Nhưng cái điều kiện cần và đủ đó là tuần tới nó phải bảo vệ thành công ở vùng 7.5. HHS cũng tương đối là ok đúng không ạ? Tuần này nó có vùng hỗ trợ 10.5 đến vùng 11 ở đây và nó đã hồi phục tương đối tốt. Chạm lại kháng cự ở đây là vùng 13. Phiên ngày hôm nay thì nó cũng đang bị chốt bớt một phần ở vùng kháng cự 13. Tuần tới thì dự ở quanh vùng 12, 12.5. Chúng ta sẽ lưu tâm thêm ở vùng này. Đối với VTV, vùng hỗ trợ kỹ thuật 8.5 đến vùng 8.8 và vùng kháng cự ở đây là vùng 10 đến vùng 10.5. Và chúng ta có thể tạm thời ở trong những cái nhịp mà ngắn thì chúng ta sẽ đánh như vậy thôi. Còn đối với VTV nhìn ở trên góc độ mà tạo lập về dài á, thì cái góc độ mà để đánh giá VTV có khả năng đi tiếp là còn đó, chưa hết đâu. VTV thì chính vậy nên là những cái vùng này có thể gọi là tối ưu hóa thôi, chứ còn nếu cầm dài VTV thì xác định vẫn là ok. Đối với mã cổ phiếu TLD các anh chị, 14 target 14 cũng là target rất là tuyệt vời rồi, và đến thời điểm này thì chúng ta lưu tâm một chút đó là TDT cũng đang có những cái biên đi ngang, đang có biên đi ngang thì nó không thủng ở vùng 12 là được, và tận dụng tối đa ở vùng 12, 12.5 có thể bắt nhẹ, và đến cái vùng trên này thì ở 14 thì có thể chốt bớt. Trong trường hợp nếu như TLD mà bung vùng 14 cộng thì chúng ta có thể cầm thêm. Còn điểm mua mới ở trên vùng 14 cộng thì gần như là không có nữa. TLD thì nó sẽ đi kẹp cùng với TNI, hai mã cổ phiếu này nó sẽ đi kẹp cùng với nhau. Thì TNI sau khi mà cũng đạt được đến cái vùng target 14 thì nó bị chốt, và đến thời điểm này thì TNI khả năng cũng sẽ chưa bật được đâu. Vùng 8 đến 8.5 quan sát thêm, và thậm chí vùng sâu hơn ở vùng 7.7 ở đây. ILA cũng đã hoàn thành một cái target cực kỳ tuyệt vời đúng không anh chị? Hoàn thành ở đây. Và hiện tại thì nó đã đạt được đến vùng 14 trên 14 và nó cũng đang có những cái dấu hiệu gì các anh chị? Ở đây chúng ta nhìn thấy đây, đây là những cái dấu hiệu kéo xả. Thì khi gặp những cái dấu hiệu kéo xả này thì chúng ta có cổ phiếu là chúng ta phải lưu tâm. Thứ nhất là chúng ta chốt bớt đi, ở 14 đấy chúng ta hiện thực hóa đi. Chúng ta đang đầu tư khoảng 10.000 cổ phiếu thì chúng ta chốt đi 5.000 đi, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể chốt đến 7.000, còn 3.000 chúng ta cầm lại. 3.000 chúng ta cầm lại để làm gì? Ví dụ chạm về đây thì chúng ta lại mua nhát thử 3.000 xem. Rồi hồi lên T cộng ở đây thì chúng ta lại đẩy đi 3.000, rồi lại 3.000 đấy, chúng ta cày như vậy. Và sau một cái giai đoạn cày như vậy rồi á, thì chắc chắn cổ phiếu nó sẽ phải phát đi tín hiệu. Nếu như phá ở bên dưới, ok, chốt bớt, chốt sạch. Còn nếu như bung được 14 cộng ở đây, ví dụ như vậy, thì chúng ta lại có những cái cơ hội mở ra để chúng ta cầm thêm. Đó,
cách rất là an toàn sau một cái giai đoạn đầu tư. STM cũng đã có một vùng phân tích kỹ thuật ở đây tương đối là tốt, vùng hỗ trợ của nó đã được đề cập ở vùng 5 đến vùng 5.2, sau đó vùng 5.5. Tuần này thì STM cũng đã đánh vượt thoát lên vùng 6.5 và lên đến vùng 7 ở đây là tạm ổn. Tuần tới thì STM sẽ xây ở quanh vùng 7 để kỳ vọng lên một cái target cao hơn ở vùng 8. JVC. Đối với JVC, chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ như thế này đi. Như vậy là JVC cũng đã tăng một cái trend tăng tương đối là tốt rồi. Hiện tại thì nó vẫn đang gặp một kháng cự 10. Ở đây thì chúng ta đang dự hai cái biên, ở biên 8.75 đến biên 9 và biên 8 đến biên 8.2. Hai biên này có thể bắt và về đến vùng 10 thì 10 cộng ở đây thì tạm thời chốt bớt nếu như cổ phiếu bị chốt, đúng không ạ? DST là một mã cổ phiếu cũng đang khá là hay và chúng ta tiếp cận ở những cái vùng 8 ở đâu đâu ở dưới này này. Và hiện tại thì tuần này cũng đã vượt 10. Lực cầu đang đánh cũng tương đối tốt, các anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở target ở khoảng vùng 11. TSC cũng đang hay rồi các anh chị, TSC các anh chị có thể bắt được rồi, vùng 13.4 đến vùng 14. Tuần tới thì có thể chỉnh lại, từ 14 này có thể chỉnh lại cung ở đây. Thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật cũng tương đối là hay. ABS đã hồi từ vùng phân tích 22.5 đến vùng 23.5. Và các anh chị lưu ý vùng 28 đến vùng 29 ở đây là vùng kháng cự, mang hàng ra mà chốt. LAS cũng là một mã cổ phiếu, nó vừa cơ bản và vừa đáp ứng được cái tính kỹ thuật, các anh chị chúng ta canh gom thêm. LS thì đã phân tích ở vùng 22 đến vùng 23 và có khuyến nghị đầu tư ở trên nhóm Zalo. Vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 ở đây, đó là vùng nó đang chỉnh cung của ba phiên này, như vậy là rất là đẹp rồi. LS có thể gom thêm. Cổ phiếu DL1 cũng rất là hay trong thời điểm hiện tại, đúng không ạ? DL1 đã chính thức vượt thoát những cái vùng vùng ở đây, đó là vùng 14, đã đạt được cái target 14. Thì đối với DL1 thì cũng đã nói rồi, chúng ta tiếp cận ở trên một góc độ trend kỹ thuật dài. Tuần tới DL1 sẽ quay test cung ở quanh 14.3 đến khoảng vùng 15. Biên test cung này ổn định là cơ sở để DL1 sẽ tiếp tục kéo. Cổ phiếu FIT cũng là tâm điểm, đúng không ạ? Và Hùng thì thường xuyên cài FIT. Nó đơn giản thôi, bởi vì là cứ hỗ trợ này nhặt rồi ngóc ngóc đấy, chuẩn bị sang tuần nó sẽ bán đấy. Vùng 16.5 là đè bán tạm thời như vậy đó, đánh ngắn ngắn như vậy, chúng ta bán đi 50%. Trong trường hợp mà kéo lên được vùng 18 ở đây nữa ví dụ như thế thì ta chốt tiếp. Còn lên đến cái vùng trên này thì không bao giờ tham gia mua nữa. Ở đây kháng cự rồi, mua làm gì nữa, đây kháng cự rồi đó, chỉ nhặt ở vùng này thôi. Fit thì là truyền thống rồi, 13.5, thậm chí là có vùng 12.7 ở đây này, nhưng mà 12.7 này thì không nhặt được. 12.7 đó, vùng 27 không nhặt được, nhưng mà chủ đạo là nhặt ở biên này. Lực cầu đang đánh khá là tốt rồi, lực cầu này thì chắc chắn khả năng là vùng 16.5 là có, nhưng vùng 18 thì không biết như nào, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ok, như vậy là Hùng đã vừa mới điểm qua nhanh tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta thường xuyên phân tích ở trong bản tin tuần. Thì như Hùng có đề cập ở đầu phiên ngày hôm qua, xin lỗi, buổi tối ngày hôm qua thì Hùng đã làm bản tin tuần rồi đây. Nhưng mà nó bị lỗi kỹ thuật, nên chính vì vậy nên là cái âm thanh nó không nghe được, không hiểu vì sao nó lại bị nhại như vậy. Nên là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã dành thời gian để làm lại, và cũng mất rất nhiều thời gian các anh chị. Nhưng xuất phát từ một cái tâm yêu nghề, một cái tâm đối với cộng đồng nhà đầu tư, để anh chị nghe một cái bản tin như vậy, tiếng nó méo mó như vậy, nó không đành lòng đó. Và một cái sự cống hiến, hoặc là một cái góc nhìn nó cứ tạm gọi là nó áy náy đi, tức là cảm thấy nó rất là không hài lòng. Nên là ông đã quyết định là sáng ngày hôm nay thì ông sẽ nói lại tất cả những cái gì ông đã nói trong ngày hôm qua, tức là tiết học thứ hai đó, dạy lại thứ hai. Rồi bây giờ thì ông sẽ dành khoảng tầm 5 đến 10 phút để chúng ta nói đến là xu hướng thị trường ở trong tuần tới. Thì trong tuần vừa qua, chúng ta thấy rằng là
Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, là hai phiên đáo hạn hợp đồng phái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh và một phiên quỹ cơ cấu. Chính vậy nên là thị trường của chúng ta cũng khá là biến động. Thì bản tin tuần thì cũng tập trung phân tích đối với chỉ số index, là tập trung phân tích ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1473 điểm và sau đó là biên 1460 đến biên 1465 điểm ở trong tuần vừa qua. Thì chúng ta sẽ nói đến chỉ số index trước tiên. Đây các anh chị, thì biên 1473 đến biên 1475 ở đây chính là cái biên xanh xanh này, đúng không ạ? Và sâu hơn thì chúng ta có nói đến biên 1460 đến 1462 ở đây, nhưng mà cái biên này thì thị trường của chúng ta không chỉnh cung về đến đây. Trong tuần chỉ có khoảng 2-3 phiên là index của chúng ta quay về vùng 1000 quay về vùng 1470 điểm ở đây, quay về vùng 1470 điểm ở đây và phục hồi. Còn đối với kháng cự của thị trường thì tập trung đánh giá ở vùng 1480 điểm của chỉ số index. Đấy. 1000 kháng cự này. Công lại và index ở vùng 1490 và sau đó là vùng 1500 điểm thì chúng ta cũng có thể quan sát ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể quan sát ở đây. Thì vùng 1480 và vùng 1490 điểm đây là những cái vùng kháng cự rất mạnh của index ở trong tuần vừa qua, và gần như đây có đến 4 lần, 5 lần index chạm vùng 1480 và không giữ lại được. Thì đấy là kịch bản phân tích tuần của index trong tuần vừa qua. Còn đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì cũng tập trung đánh giá ở hai ngưỡng kỹ thuật rất là cơ bản và quan trọng, đó là vùng 1518 điểm đến vùng 1520 điểm. Đây các anh chị, và sâu hơn thì có thể tính toán ở biên 1507 đến 1510. Đó. Vậy thì trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là index VN30 của chúng ta đây gần như là nó chỉ tiệm cận về đến sát ở vùng 1510 thì nó bật lên. Duy nhất chỉ có trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh là VN30 của chúng ta thủng vùng 1507. Đây là một cái tín hiệu bất thường ở cuối phiên thôi, nhưng mà sau đó thì nó đã quay lại cái tín hiệu bình thường của nó, vốn dĩ của nó, đúng không ạ? Và hoàn toàn tương tự như vậy đối với chỉ số phái sinh thì cũng tập trung đánh giá ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1518 đến 1520, đó là những vùng rất là quan trọng, và vùng ở đây là vùng 1507 đến 1510 đó các anh chị. Rồi còn đối với kháng cự của chỉ số phái sinh thì chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 thì chúng ta đánh giá ở biên 1535 đến biên 1540 điểm, và xa hơn thì có thể hướng đến mốc 1555 điểm. Thì ở trong tuần vừa qua chúng ta hãy nhìn về chỉ số VN30 của chúng ta đây, thì chỉ có một nhịp là nó chạm được lên, như vậy là nó chỉ chạm lên được vùng 1530 điểm thôi, còn biên 1535, một biên 40 ở đây thì không có một điểm nào được đánh lên được vùng kháng cự này. Đối với chỉ số phái sinh cũng như vậy, tuần vừa qua thì nó cũng chỉ nằm được lại ở trên biên 1530 điểm. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng một cái sự khó khăn nhất định nào đó của thị trường ở trong tuần vừa qua, đúng không? Và nếu như nhìn như thế này thì chúng ta nhìn thấy là tuần vừa qua thị trường của chúng ta chủ đạo là đi sideways, đi ngang. Đó, phái sinh thì chúng ta có vùng kháng cự 130 và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, vùng 1520 đến vùng 1518, 1520 và sâu hơn 1510 ở đây. Đó, thì như vậy là trong tuần vừa qua vì đáo hạn phái sinh và cơ cấu quỹ nên là thị trường của chúng ta cũng khá là khó khăn, và nhìn chung thì tâm lý nhà đầu tư là sẽ rèn giữ và sẽ nghe ngóng, đúng không anh chị, nghe ngóng tình hình. Rồi trong tuần giao dịch mới thì cũng sẽ có một vài các cái ý như sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ kỳ vọng vào trụ là 1, banh là 2, chứng khoán là 3. Ba cái nhân tố này nó sẽ kéo thị trường, chỉ có ba cái nhân tố này thì nó mới giúp kéo thị trường vượt vùng 1490 và tiệm cận vùng 1500 điểm. Thì như quan điểm trình bày ở ngay từ đầu bản tin, đó là chúng ta sẽ có 2 tuần nữa sẽ kết thúc năm giao dịch của 2021, một năm rất thành công của thị trường chứng khoán rồi. Chính vì vậy nên chúng ta phải quyết tâm để bảo vệ cái thành quả của năm nay, làm tiền đề để chúng ta chiến đấu cho sang năm. Đó là ý thứ nhất. Chính vì vậy khi thị trường nếu có kéo lên được vùng 1490, 1500 điểm mà họ sử dụng banh chứng khoán hoặc là trụ hồi á, thì đấy là những cái thời điểm để chúng ta canh, để chúng ta hiện thực hóa những cái tín hiệu kỹ thuật, những cái mà chúng ta đã đầu tư ở trong cái thời gian vừa qua, chứ không phải là những cái thời điểm đó để chúng ta đua xanh.
Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì thị trường của chúng ta tuần tới chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá index ở vùng kháng cự 1490 đến vùng 1500 điểm ở đây các anh chị này. Đây vẫn là những cái vùng kháng cự rất là mạnh. Còn những cái điểm test kỹ thuật thì tiếp tục đánh giá ở vùng 1473 đến vùng 1475 của index. Đó chính là cái biên mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần vừa qua. Sau đó một biên 1470 và sâu hơn thì chúng ta phải tính toán ở biên 1460 điểm. Đó là ba cái biên hỗ trợ kỹ thuật căn bản nhất của chỉ số index. Đó. Tại sao chúng ta lại nói ba bộ này? Thì đầu tiên là chúng ta chắc chắn là thị trường có khả năng sẽ test ở biên 1475 đến 1473 là chắc chắn rồi. Biên này test ổn định rồi hoặc là nó bị thủng thì chắc chắn phải tính ở 1470. Mà thủng 1470 thì khả năng khả quan là sẽ phải xuống ở dưới này thôi. Nó không có một cái lý do gì cả đó. Thế thì thị trường trong tuần tới thì chúng ta cũng sẽ phải dự báo những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật như vậy. Đối với VN30 và Phái Sinh thì vẫn tiếp tục lấy vùng 1535 đến 1540. Đây là vùng kháng cự mạnh của thị trường anh chị nhá. Đó, vùng kháng cự mạnh của thị trường. Còn tiếp tục lấy biên 1507 đến 1510 điểm. Đó là biên hỗ trợ kỹ thuật của Phái Sinh và VN30 trong tuần giao dịch mới. Và trên cơ sở những cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì Hùng Lê sẽ tiếp tục đánh giá. Và để anh chị em chúng ta nhận thêm các cái thông tin phân tích trực tuyến ở trên nhóm thì Hùng Lê cũng mời các anh chị của chúng ta về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta tiếp tục đồng hành, tiếp tục làm việc. Và có hai nhóm và có một nhóm là thảo luận và hỏi đáp cổ phiếu. Thì ở cái nhóm này thì các anh chị có thể hỏi đáp tất cả các cái mã cổ phiếu mà các anh chị em quan tâm. Đó, và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ tìm kiếm. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm kiếm một cái mã nào đó, ví dụ HPG chẳng hạn. Rồi, ví dụ như HPG. Và sau đó thì chúng ta có thể tìm kiếm, ví dụ như là người gửi nó là Hùng Lê. Đó, thì chúng ta sẽ có tất cả những cái câu trả lời trực tuyến các anh chị. Đây là những câu trả lời trực tuyến. Ví dụ như là các anh chị hỏi là HPG và SSI thì ngay lập tức là ông sẽ có những cái phân tích trả lời cho các anh chị. Ví dụ HPG thì sẽ như thế nào? Đó, và SSI thì sẽ như thế nào? Đó, thì đây là một cái nhóm để chúng ta hỏi đáp trực tuyến ở trong. Đó, tất cả những câu trả lời về VHG, về ví dụ như TSC chẳng hạn. Rồi, đó, thì đấy là những cái câu trả lời để cho các anh chị em của chúng ta có thêm những cái góc nhìn tham khảo. Ở ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái team cộng đồng. Có bạn Linh, bạn ấy sẽ chia sẻ một số các cái phân tích cùng Lê. Và thậm chí là trong tuần thì cũng có một số các cái phân tích để cho các anh chị có thêm những cái tham khảo. Đây thì cũng có chia sẻ lên các cái team cộng đồng. Và team cộng đồng này thì các anh chị có thể đăng ký ở trên nhóm, ở dưới bên dưới ở phần bản tin tuần đó, thì nó sẽ có các anh chị. Và đối với những mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích khuyến nghị đầu tư thì các anh chị đây này, những cái link để chúng ta đăng ký ở đây thì các anh chị có thể comment ở bên dưới phần bản tin tuần thì Hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị ở trong những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất mà Hùng có đó, phải nói là như vậy. Về bản tin tuần đến đây là hết. Hùng Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.